nhiều con người chúng ta, quý vị biết rằng khi chưa nghe đạo chúng ta trách hờn tùm lum chứ. Bây giờ nhiều người làm ông bà cha mẹ ở đây nè, chúng ta sẽ trách hờn con cháu chúng ta nè. Nhưng quý vị mà bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại nha, nhân nào quả nấy không có sai đâu quý vị à. Bây giờ chúng ta nè, sanh con ra quý vị thấy mình thương con mình chưa? Mình thương con mình đến mức cực điểm luôn. Như hồi tối Nhân Đức nói một câu, nhiều người bây giờ Nhân Đức nói thiệt với quý vị nghe chứ, nếu như cha mẹ bên đây là bệnh nằm, con bên đây là bệnh nằm, nếu bây giờ nói ông chọn đi, cha mẹ ông và con, nếu ông chọn cha mẹ ông thì con ông chết, nếu ông chọn con ông thì cha mẹ ông chết, ông chọn đi. Những đức nói bảo đảm với vị biết, không phải là hoàn toàn con người đều như vậy hết, nhưng những đức nói 10 người là 8 người sẽ chọn con, không chọn cha mẹ, 100% luôn. 10 người là 8 người chọn con, không chọn cha mẹ. Thôi cha mẹ ơi, cha mẹ già rồi, cha mẹ chết đi, để cho con sống. Con còn con trẻ, còn nhỏ quá, để cho nó sống đi cha mẹ. Thì quý vị đã chọn như vậy thì cuối cuộc đời tuổi già của quý vị là con của quý vị, nó chọn con nó. Làm sao nó chọn quý vị? Vì chính quý vị đã bỏ rơi cha mẹ, không chọn cha mẹ thì làm sao con mình nó chọn mình. Nên chúng ta là đoạn cái gốc rồi, nên bây giờ làm sao tìm được đứa con hiếu. Nên đi về đây quý vị nghe như vậy, rồi tự mỗi người dù còn trẻ nè, mình còn trẻ nè, quý vị muốn sau này con mình hiếu với mình không? Muốn. Vậy thì quý vị hiếu với cha mẹ vậy đi. Nhưng mà không làm, không làm. Nó còn trẻ thì ăn chơi lông nhông, làm phiền cha làm phiền mẹ, cầm điện thoại bấm tối ngày, tới giờ mẹ cha nấu cơm xong cho ăn, nó lo cho học hành đàng hoàng, lo vui chơi với bạn bè. Vừa có gia đình có chồng cái là bắt đầu lo cho chồng, lo cho con. Còn cha mẹ thì mình không trả ơn được gì cho cha mẹ. Thì cuộc đời mình là như vậy, khi cực khổ nuôi con, cực khổ nuôi con, nhưng khi nuôi con xong, con nó trả lại cho mình là gì? Nó không thương mình. Vì sao? Vì mình đâu có thương cha mẹ mình. Mình có tâm thương mình không làm thì cũng như không thương à. Đó, có nhiều người nói thầy ơi con thương cha mẹ con lắm, nhưng con bận lắm, con đâu có dễ lo được cho cha mẹ con. Thì giống như quý vị tin Tịnh Độ mà quý vị không niệm Phật thì cũng như không tin vậy đó. Hiểu không? Người tin Tịnh Độ là người phải niệm Phật, người thương cha mẹ là người phải phụng dưỡng nhiệt tình, như vậy thì mới là thương. Còn nếu như bây giờ mình cũng phụng dưỡng cha mẹ mình, nhưng mà mình muốn cho cha mẹ mình giải thoát, nên bây giờ mình gặp một ngôi chùa như chùa này, mình dẫn dắt cha mẹ mình, mình dẫn dắt cha mẹ mình. Cha mẹ mình nếu hiểu được muốn vô chùa thì chúng ta dẫn dắt cha mẹ mình vô chùa, để cho cha mẹ mình được ở trong ngôi Tam Bảo, để cha mẹ mình sau này được nhà chùa lo và hộ niệm giúp đỡ cho cha mẹ mình. Không phải là mình nuôi cha mẹ không được, nhưng mình vì muốn cha mẹ mình giải thoát. Việc này là việc làm gì? Của người đại hiểu. Còn nếu như bây giờ mình bỏ bê cha mẹ mình ruồng bỏ cha mẹ mình, mà mình không nuôi, mà mình đẩy vào cho chùa đại, đây là bất hiếu. Đại bất hiếu. Còn nếu như cha mẹ còn khỏe mà dẫn dắt rồi, mà cha mẹ muốn vô chùa ở, thì chúng ta đưa cha mẹ vô chùa ở, mà chúng ta cũng thường đến chùa để thăm và đến chùa để tu, như vậy thì quý vị là đại hiếu. Phân tách cho rõ ràng nghe, hãy phân tách cho thật là kỹ đó à. Nên người xưa nói rằng là người già càng về sau là càng sẽ khổ nhiều. Chính những đức là vai trò nuôi người già, những đức thấy rõ ràng nè. Người già bây giờ càng ngày càng khổ nè. Bây giờ quý vị coi có những đất nước trên toàn thế giới như nước Mỹ đâu, là những đất nước mà phát triển mạnh. Như vậy mà toàn bộ người già khi lớn tuổi là phải vô viện dưỡng lão ở hết. Phần nhiều là ở viện dưỡng lão, quý vị coi đó. Vì thì con người một đời của người đi qua, cuối cùng tới tuổi già chúng ta vô viện dưỡng lão ngồi trong hõm chứ mà. Quý vị coi đó. Cái niềm vui của người ta đó, nếu mà nói về thế gian á, khi tuổi già là quay quần bên con cháu, nó mới là vui. Còn nếu như nghe đạo là được ở trong ngôi Tam Bảo, đi nghe niệm Phật tu hành để cầu giải thoát, đây là cái đỉnh cao quá rồi quý vị. Còn nhân sinh con người bình thường là con người khi tuổi già là phải được ở bên cạnh cha mẹ, ở bên cạnh con cháu, ở bên cạnh người thân thì cảm thấy bình an và thoải mái. Chứ không có ai mà muốn buồn tẻ ở trong viện dưỡng lão đâu quý vị à. Nhưng mà sự bắt buộc, bất đắc dĩ, cuối cùng chúng ta phải vô viện dưỡng lão để ngồi. Nên những đức nói rằng là nhiều người già trong chùa mình là đúng là họ có phước lắm đó quý vị. Họ rất là có phước. Họ ở đây họ rất là vui, thật sự họ rất là vui luôn. Tại vì sao? Vì mình vừa nuôi các cụ mà mình vừa nuôi luôn cái tâm các cụ. Mình còn đưa các cụ một phương hướng để mà đi về thế giới cực lạc nữa. Nên đặc biệt là cái chỗ là nuôi thân nuôi tâm. Còn ngoài thế gian có hiếu đi chăng nữa, cũng chỉ nuôi thân mà không biết dưỡng tâm. Xin thưa quý vị nha,
một con người giàu sang phú quý vô cùng, nhưng chỉ có dưỡng được thân mà không dưỡng tâm thì con người này vẫn là khổ đau vô cùng, không có niềm vui. Một con người nghèo nàn vì cuộc sống cơm ăn áo vặn thiếu, nhưng được dưỡng tâm, được lo cho cái tâm trạng tốt thì con người này vẫn là an vui và tự tại. Nên quý vị coi cái số lượng con người đông như vậy, trên lầu dưới lầu, chánh điện kính mít tràn ở bên ngoài. Nhưng một số người thì có thể đi long nhong, nhìn ngang cái leo lên xe đi, rồi tới chùa khác nhìn ngang đi vòng lên xe đi. Quý vị thấy không? Mình là người quá đủ duyên rồi, ở một nơi để nghe pháp, để niệm Phật. Nên nói là tịnh độ này nếu không có duyên, dù là nghe cũng không được nghe, đừng nói mà tu. Nó nghe cũng không được nghe nó chứ đừng nói mà tu. Vì coi bao nhiêu con người đi vòng vậy đó. Cứ đi vòng đi cho nhiều. Trời ơi cô ơi, hôm nay cô biết không? Tháng 4 tôi đi được 10 ngôi chùa đó cô. Đi 10 ngôi chùa luôn đó cô. Đi trời ơi quá trời luôn cô ơi. Đi 10 ngôi chùa mà cô biết rằng đi vô nghe tôi xá Phật mà đến mọi nỗi mà tôi muốn tuột quần luôn á. Tại vì sao? Gấp tranh thủ để chạy ra cô. Chứ tôi mà vô chậm bà trưởng đoàn bà la chết luôn á trời. Còn 4 ngôi nữa mà chiều rồi, nên tranh thủ mà chạy vô xá Phật mà đến nỗi mà muốn tuột quần luôn. Còn đi tiểu mà tiểu chưa hết mà kéo quần chạy ra đó cô. Trời ơi, nếu quý vị trong đây có những người đi thập tự thì quý vị sẽ biết liền. Nếu 100 năm biết Phật pháp mà như vậy thì quý vị thật sự mà nói cũng uổng công vô ích. Có duyên mà không có quả, thật sự mà nói. Muốn có cái quả là phải nghe đạo và phải có một phương pháp tu, và ở nhà phải dụng công tu để dưỡng tâm. Như vậy thì mới có thể đời này giải thoát. Nó thí dụ như bây giờ người trẻ tuổi đi, bây giờ ngồi trong đây đi, bình tĩnh ngồi suy nghĩ, phân tách ra. Cái ông này ông nói ngày xưa ông còn trẻ, một mình ông lo không xong, vậy mà bây giờ ông lo được tao 800 người. Còn bản thân của mình, bây giờ mình ở ngoài đời, mình tương lai, mình có vợ, bây giờ mình phải học cái cách ông này, không lẽ con vợ, một đứa con mình đứa không nổi. Đúng không? Phải tìm hiểu cái cách ông này, cách gì đây? Cái cách gì mà có thể nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ được đây? Không lẽ ông nuôi được 800 người, không lẽ mình nuôi vợ, con, mình, cha, mẹ mình không được? Mình hỏi ông cái cách gì đây, tìm hiểu. Phải tìm hiểu, lấy cái phương pháp đó mới được. Phương pháp gì đâu? Những đức 13 năm nay đi tu chỉ có niệm Phật, không có phương pháp gì. Mình niệm Phật khuyên người niệm Phật, mình ăn chay khuyên người ăn chay, mình phóng sanh khuyên người phóng sanh, mình bố thí cúng dường khuyên người bố thí cúng dường. Ngày xưa thì niệm niệm gì mình, bây giờ niệm niệm gì người. Chỉ có vậy thôi mà tự nhiên cuộc đời thăng hoa và sống những ngày tháng tự tại, phương tiện vật chất cái gì cũng đầy đủ dư giả. Còn ngày xưa mong cầu mà không tạo nhân tốt làm sao có quả tốt. Còn từ khi nghe đạo là gieo nhân tốt nên có quả tốt. Bây giờ bạn muốn cuộc đời bạn tốt đẹp, giàu sang thì bây giờ bạn gieo nhân tốt đi. Bạn sửa đổi lỗi lầm đi và trở thành người đàng hoàng đi, thì tức khắc cuộc đời bạn sẽ thay đổi số mệnh, chắc chắn 100%. Nên tuổi trẻ không có góc độ, chúng ta ngồi chút xíu chưa nóng cái mông là chúng ta chạy mất tiêu, thì cuộc đời cả đời của người chúng ta cũng không được cái gì. Thật sự mà nói 13 năm nay những đứa đi tu là cố gắng đó quý vị. Mà cố gắng không phải là đi đầu này đi đầu kia, mà cố gắng là rèn luyện một môn. Tôi đã nói bao nhiêu lần mà tôi đến tỉnh Thất Quan Âm là tôi thấy cái môn của thầy Giác Nhàn là thành công rồi. Tôi đã nhìn ra cái môn này thành công rồi. Vì chính ông nói cái câu là ông đi tu mấy chục năm mà ông đứng vô ngã tư đường, mà từ khi mà gặp pháp và tự tịnh không, và ông gặp bộ kinh Vô Lượng Thọ mà ông tụng ông chi, rồi ông án tống ông tặng người ta, ông khuyên người ta niệm Phật. Vậy mà mấy năm thôi mà phát triển, tôi đã nhìn ra phương pháp tu đó rồi. Tôi nói rằng cuộc đời của tôi nói thiệt chứ, tôi cũng có phương hướng đó. Khuynh hướng tương đối tôi cũng có đó, chứ không có đâu. Như vậy thì ông làm được, tôi sẽ làm được. Nên những đứng từ xa sắp xếp đạo tràng cho thầy giảng, tôi quan tâm, tôi để ý cái môn giảng của ông. Tại sao mà ông giảng đơn giản mà nhiều người nghe như vậy, nhiều người thích như vậy? À, như vậy thì do ông này giảng đơn giản, do ông này chỉ đơn giản, do ông này nói đơn giản, do ông này nói nhiệt tình, do ông này hết lòng thì ăn khách. Như vậy thì tôi làm được. Nếu kêu tôi đi học, kêu tôi tạo ra cách này cách kia, kêu tôi mà léo lách, tôi không làm được. Nhưng mà kêu tôi chân thật, sẽ học cái chân thật tôi làm được. Thì lấy cái môn tư tưởng giảng của ông, lấy cái cách tư tưởng đó, nhìn ngó để ý, học theo và nói chuyện, và lấy phương pháp tu hoàn toàn. Nếu tôi ở đâu thì tôi vẫn duy trì phương pháp tu đó, quý vị thấy không? Như vậy mà đi xuống đây nó phát triển đến mức như vậy, là phương pháp tu cũ không phải của mình mà hoàn toàn của thầy trên kia luôn.
cái bài cũ hoàn toàn lập tới bây giờ. Phương pháp lại Bồ Tát Quán Thế Âm cũng y reng luôn, không thay đổi luôn. Những đức nói một câu: đừng bao giờ lập vị cái của mình, không cần. Chỉ cần chúng sanh được lợi ích, không cần cái của mình. Chỉ cần người ta được lợi ích thì cứ làm, cứ làm đi. Nên nhiều người xuất gia chúng ta là cái ngã nó lớn quá quý vị à, quá lớn. Cứ nghĩ rằng trò phương pháp tu nó của ông đức, đức còn trẻ khô người là học theo nó mắc cỡ chết. Tôi đâu phải của tôi đâu, tôi cũng học của người ta mà, thầy giác nhà cũng học của người ta thôi. Vậy thì phương pháp này nó quay một vòng, nó chạy đến ai à? Của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói sao? Thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, ngài đã chỉ điểm rõ ràng rồi, chúng ta niệm Phật là đúng rồi, đúng không? Nên cái phương pháp hay như vậy thì làm sao? Đem phương pháp hay này áp dụng khắp nơi nơi đi. Bây giờ đòn này đòn kia, việc gì đòn này đòn nọ, đồ đi về đây tu đúng không? Về nhà lụm phương pháp này để áp dụng trong gia đình của mình. Bây giờ vô đây tu 2-3 ngày xong chúng ta đi về nhà. Về nhà xong rồi chúng ta không có phương pháp tu, lỡ cơn vô thường đến chúng ta ngã ngửa hả? Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ra làm sao ở nhà mình phải có một phương pháp để mình tu. Cái này mới là người thông minh nè. Phải luôn luôn có một phương pháp ở bên cạnh mình nè mới là yên tâm. Chứ đừng có nói rằng bây giờ đi vô đây mới yên tâm, không có. Ở đâu cũng có thể tu được và yên tâm được. Chỉ cần dùng cái phương pháp tu mà có một phương pháp tu. Nên cái bài chia sẻ của những đức là buổi sáng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, buổi chiều là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai cái đề tài này nếu quý vị tu tịnh độ mà chăng thật mà rèn đi, những đức nói bảo đảm với quý vị nghe, không có ai mà siêng như những đức hết. Tìm hiểu hết đi. Tôi lập luận có một câu vật hiệu mà tôi không sợ nhàm mà có ai nói điều này đâu. Không có ai mà ngày nào cũng nói à, niệm Phật đi nghe, cố gắng niệm Phật nghe. Niệm Phật là đặc biệt lắm nghe, niệm Phật là vui lắm nghe, niệm Phật là tự tại lắm nghe. Tôi có một câu gì mà tôi nói hoài năm này qua năm khác luôn á. Quý vị thấy có ai nói gì không? Không. Mà quý vị biết cũng khó ai mà chịu nghe như vậy lắm. Nhiều người nghe là muốn cái lạ kìa, muốn cái bay bổng kìa. Bay thì gió không tớ, bay thì gió không tớ. Một cái miếng bánh ngon, một cái dĩa bánh ngon, chúng ta phải đưa tay ra và cầm để ăn thì mới ngon. Tôi là tôi đưa quý vị là đưa cái dĩa bánh thật sự cho quý vị ăn. Còn người ta là treo cái dĩa bánh trên lóc nhà, quý vị chỉ là người nhìn thèm chảy nước miếng thôi, không có kết quả. Nhìn thèm chảy nước miếng không kết quả. Đức Phật là muốn đưa chúng ta một dĩa bánh ngon, một món đồ ngon mà Đức Phật đưa là mình phải ăn được, phải cầm được, chứ không phải treo trên lóc nhà. Còn nhiều người học giả bây giờ là treo trên lóc nhà cho quý vị thèm chảy nước miếng chơ. Rồi bắt đầu lâu lâu cái đầu thả xuống gần gần, quý vị vừa đến chát cái giật lên để câu, quý vị hiểu không? Tôi thì không chơi môn này. Tôi là tôi chơi cho quý vị là có cái món ăn luôn. Mà món ăn này tôi ăn được, quý vị ăn được, quý vị không cần nương vào tôi, quý vị cũng ăn được. Vì tôi ăn được thì quý vị ăn được. Đó. Tại sao cho Phật Pháp là mở rộng mà, làm sao chúng ta độc quyền được quý vị? Nếu độc quyền là ích kỷ nhỏ mọn. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng: tôi đọc sách, chỉ cần một quyển sách nào nói rằng quyển sách này có bản quyền không cho in ấn thì quyển sách này tôi không coi. Vì sao? Tâm trạng nhỏ quá đi coi quyển sách này làm gì. Cái người mà viết sách ra mà để như vậy là tâm trạng quá nhỏ, chúng ta không cần phải coi. Con người ấy là phải tâm lượng phải lớn chúng ta mới học. Con người tâm trạng hẹp hòi ích kỷ làm sao chúng ta học gì? Nên cái gì mà nói là có bản quyền thì không cần phải coi. Tại vì có bản quyền là ích kỷ, không cần phải coi. Chúng ta không nói người thế gian nha quý vị. Chúng ta nói cái người tu đạo mà nói là có bản quyền là chúng ta không cần phải coi. Còn người thế gian thì người ta đâu có tu đạo đâu, thì cái lợi ích là của người ta rồi, đúng không? Chúng ta không cần nói những người đó. Nó phải nhớ đó. Nên từ nơi đó Phật Pháp là phải mở rộng ra. Tôi làm được, quý vị làm được. Những đức nói ở ngoài Hà Nội có mấy vị cư sĩ đơn giản bình dị, bán đồ ngoài chợ luôn, bán đồ ngoài chợ hàng rong bình thường. Vậy mà quý vị biết ngày Phật Đản á, họ rủ được khoảng có 150 người làm một cái chương trình tu. Một người bán hàng rong ngoài chợ thôi. Vậy mà rủ được mấy bà bán đồ ngoài chợ cốc ổi mía rim. Vậy mà rủ được khoảng 150 người cùng niệm Phật lễ Phật.
ngay ngày Phật đản. Những đức nói với mấy anh em trong chùa, thấy chưa, người ta là một người cư sĩ thôi mà biết nghe lời vậy mà làm còn được hơn nhiều người xuất gia. Ngài Phật đản mình còn chưa lập được một đạo tràng như vậy nữa, ngài xuất gia mình chưa lập được một đạo tràng 20 người nữa, mình quá tệ rồi. Mình đi xuất gia mình còn thua một người cư sĩ bình thường nữa. Một người cư sĩ bình thường đi bán cóc ổi mía riêng ngoài chợ, từ là chồng cấm không cho học Phật, vậy mà bây giờ nghe những đức viết, bây giờ chồng ủng hộ học Phật luôn, con bây giờ tu học luôn, gia đình hạnh phúc, mà bà này bây giờ bà lập ra đạo tràng. Thường là những đức tổ chức chủ nhật thì bà tổ chức chủ nhật, thường là những đức tổ chức Phật đản thì bà tổ chức Phật đản, thường là những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm thì bà tổ chức lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị nghĩ đi, một con người bình thường như vậy thôi mà bà làm được như vậy, quý vị thấy một người bình thường đó. Vậy thì pháp môn niệm Phật này nó áp dụng vào đâu? Người bình thường, người bình thường chân thật làm thì lợi ích cực kỳ lớn, chỉ sợ người không chịu làm. Nên tất cả những người về đây tu học ở xa cỡ nào xa nghe, chỉ cần chân thật tu đi, rồi rủ người tu, rủ người tu, đủ duyên đủ người tu, ai tu mình tu, cứ áp dụng mình tu cho tốt, rủ người từ từ, nơi địa phương mình có nhiều người niệm Phật. Nên có một đoạn tổ sư nói nè, Án Quang đại sư nè: nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, sẽ ngay trong đời này quyết định vãng sanh. Như vậy dù ngu nhưng chẳng ai bằng được. Nghe chưa? Án tổ nói đó. Nghe chưa quý vị? Nếu mình là người ngu nhưng lại chân thật niệm Phật, không nên đi tạp tu, thì người này không phải là người ngu. Vậy thêm nè: nếu là người trí nhưng chẳng tự đắc, vẫn từ sự hướng đến pháp môn cậy vào Phật từ lực cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này đến kiếp khác trầm luân ác đạo. Nghe chưa đó. Quý vị thấy Án tổ dạy chưa? Nếu là chuyên tu thì văn tự quán tổ toàn là chuyên tu, nếu là tạp tu thì đọc lời của tổ sư cũng là tạp tu, phải đúng không? Quý vị bây giờ đọc sách của Án tổ, văn sao này kia đồ đi, văn sao này nọ đồ đó, nhiều tam biên đồ đó, đi đọc đi, rồi quý vị sẽ tạp không? Tại vì sao? Vì ngài là bậc thông tông thông giáo, tùy thuận chúng sanh. Hỏi thuyền ngài trả lời thuyền, hỏi mật tông ngài trả lời mật tông, học giáo ngài trả lời học giáo, môn nào ngài trả lời môn nấy, mê tín hỏi thì ngài trả lời thêm mê tín. Quý vị muốn uống nước chữa bệnh thì ngài nói chị chú đại bi uống nước trị bệnh. Ngài muốn, quý vị muốn cái gì ngài chỉ cái nấy đó. Rồi người ta viết sách lại, người ta mới gom nhặt, người ta viết sách ra, quý vị lại tổng kết một lúc thành tổng gì mà để mà học. Thì quý vị không có bản lãnh này thì không chọn ra mục tiêu. Đã không chọn được mục tiêu, dù quý vị có đọc được sách tổ sư cũng là tạp tu nữa. Còn nếu như quý vị đã nhắm được mục tiêu rồi thì sách tổ sư quý vị sẽ hoàn toàn lượm được tinh hoa. Mà tinh hoa thì đỡ mất thời gian, còn tạp tu thì không đủ thời gian cho thọ mạng mình. Nên chúng ta phải cần nhìn ra được tinh hoa. Đây tinh hoa nè, nó tinh hoa đó. Nên bây giờ tất cả người ngồi trong đây có ai dám nói mình là bậc trí mà gọi là đọc sách nghe rộng hiểu nhiều mà thông không? Không có cửa đó đâu. Đại sư Ngẫu Ích là bậc trí, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, là bậc trí tuệ, thông tông thông giáo, tu đạt đến đại ngộ, gặp một chặng bệnh không giải quyết vấn đề sanh tử, không giải quyết vấn đề sanh tử. Đọc sách Đại sư Liên Trì, quay đầu niệm Phật. Lúc đó Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: một vạn con trâu kéo tôi kéo cũng không nổi. Quý vị thấy không? Bậc đại trí thông tông thông giáo, hiểu hết rồi, quay đầu niệm Phật, đạt đến trình độ tín nguyện kiên cố, đúng không? Còn bậc hạ ngu, bậc hạ ngu như dương đầu ngốc, người ta dạy một câu Phật hiệu chăng thật niệm, chăng thật niệm có Phật hiệu, không cần biết cái gì là nghi, chỉ biết niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, vậy mà cuối cùng đứng mà giảng sanh. Chọn đi,
Bây giờ chúng ta chọn tổ sư từ đại sư Liên Trì Ngẫu Ích hay là chúng ta chọn Dương Đầu Ngốc? Tôi chọn Dương Đầu Ngốc đó. Tôi chọn những người kia tôi làm sao được? Trời ơi, nó bây giờ kêu tôi đi học mà nói tôi cho đạt đến trình độ hết trơn rồi, tôi bệnh cái tôi quay đầu để mà tôi niệm Phật, nó từ chưa được cái gì chứ ngụm của tội mất tiêu chết queo. Mình không có khả năng này mà, thôi chọn Dương Đầu Ngốc đi, thôi khỏi càng nghi khỏi càng gì nữa chứ, đem cái ngu của mình nó đắp vào cái trí của Phật phước cho rồi đi, cứ lấy cái trí của Phật để mà mình làm luôn phước cho rồi đi, nó khỏi cần suy nghĩ. Lấy cái trí của tổ sư để làm đi, đừng có nghĩ cái trí của mình nữa. Cái trí của mình là kẻ ngu, đừng có nghĩ nữa. Thôi nghĩ cái trí của tổ sư, cái trí của Phật đi. Tổ sư còn niệm Phật giảng sanh, vậy thì mình niệm Phật là được rồi. Cứ nghĩ như vậy thì tịnh độ bị tu chiên liền, không nói chứ. Nó vậy coi á, những đức đọc những đoạn văn này cho quý vị nghe. Mà Ấn Tổ ngài nói cái câu này rất nhiều lần trong sách nha quý vị. Cái câu này quý vị nghe nè: dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, chẳng lựng là nghiệp lực lớn hay nghiệp lực nhỏ, đều có thể nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây Phương. Cơ hội, ôi ôi nó tuyệt vời gì đâu. Nếu người thật sự vãng sanh mà nghe gì rồi, trời nó mê. Với những cái bà mà khổ chồng quýnh te tua đó, trời bà nghe rồi bà mê, vì muốn vãng sanh mà. Bà nghe chưa, nghiệp lực nặng hay nghiệp lực nhẹ hay gì, chỉ cần nương một bổn nguyện thì được giảng sanh, chăng thật niệm Phật thì được giảng sanh. Nó tại sao Hòa Thượng Tịnh Không ngày cứ nhắc hoài ngày Quánh Kha, và cái ông mà gọi là sát sanh nhiều đó, giết làm đồ tể giết bao nhiêu con vật, vậy mà khi cuối cuộc đời của ông mà tước địa ngục xuất hiện, người đầu trâu đầu bò nó xuất hiện, vậy mà ông la lên cái duyên của ông đặc biệt ghê trời, mình cũng không dám chờ ngày đó nữa. Này chắc là Bồ Tát tự hiện quá, căn tự nghiệp tự nhiên la lên, người đầu trâu đầu bò xuất hiện bao vây, ông la lên người đầu trâu đầu bò bắt tôi, tự nhiên lúc đó xuất hiện người xuất gia, mà gặp người xuất gia chuyên tu nữa. Chứ nếu như gặp người xuất gia mà không chuyên tu thì cũng chịu thua bằng không, không được cái gì. Nhưng mà ông la lên cái tự nhiên người xuất gia chuyên tu xuất hiện liền, vô hỏi ông vì sao ông la dữ à, thì nói rằng người đầu trâu đầu bò xuất hiện thì cái người xuất gia này biết tướng địa ngục xuất hiện, cặn tử nghiệp đến rồi. Thì người xuất gia này đốt mấy cây nhang đưa cho ông, khuyên ông niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc lớn lên. Vậy mà trong một lúc như vậy, ông vừa nghe một cái thôi, niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc đi, ông nghe ông tiếp nhận liền. Trong một lúc đó ông vừa tiếp nhận một phát là tất cả thiện căn phúc báo nhân duyên của ông hội tụ hoàn toàn là hết luôn, hội tụ lại ông tỉnh hoàn toàn lại. Ông niệm có mấy câu Phật hiệu thôi thì Phật A Di Đà đến, ông nói Phật A Di Đà đến rồi tôi đi, thì ông giảng sanh. Trời ơi, không tưởng tượng được luôn quý vị ơi. Nếu như mà gặp bậc học giả là phê phán liền, không nói dòng do chứ. Nên quý vị biết cái câu chuyện của ngài Quánh Kha mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể hoài, mà câu chuyện này là có trong chuyện vãng sanh chuyện đó. Vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không kể mà còn bị những bậc học giả phê phán kìa. Nói làm gì mà có cái chuyện kỳ cục vậy, thì họ có tu đâu mà họ phê phán. Họ tu họ khổ muốn le lử luôn mà được có một chút cái quả báo à. Còn bây giờ tự nhiên người phá giới này, vậy mà bây giờ đóng cửa tắt niệm Phật có 3 ngày 3 đêm, vậy mà bây giờ Phật A Di Đà đến. Trời ơi, mà Hòa Thượng Không ngày kể nghe, Phật A Di Đà đến nghe, nói với ngài Quánh Kha rằng ông còn 10 năm tuổi thọ nữa, thôi ông cố gắng ông niệm Phật đi, 10 năm sau tôi đến trước ông. Ngài Quánh Kha đúng là khôn, thì là tạo nghiệp mà khôn. Ngài Quánh Kha nói không Phật ơi, 10 năm tuổi thọ con xả luôn, con đi theo ngài, con biết cái căn tính con mà. Trời, con ở là 10 năm mà con tạo bao nhiêu nghiệp nữa, lúc đó ngài không rước con thì sao? Với chi con tiếp tục tu thì ngài rước con, bây giờ sợ 10 năm sau bao nhiêu cái cám dỗ con không tu nữa rồi, rồi sao con được giảng sanh. Thôi Phật ơi, con xả 10 năm tuổi thọ cho nó yên, thôi con về cực lạc đi, con trở lại cho nó chắc. Trời, khôn thiệt, quá khôn, thấy không? Thấy chưa? Thì rồi ngài nói ra như vậy một cái nghe, thì Phật A Di Đà nói được, nói câu này như trong phim nha. Bởi vì những bậc học giả không niệm Phật là phê phán đúng rồi. Nó làm gì mà cái chuyện như trò đùa chứ. Tự nhiên gặp Phật A Di Đà rồi cái bắt đầu là nói rằng là còn 10 năm tuổi thọ mà bây giờ đến trước, bây giờ xả luôn rồi, 3 ngày sau đến trước. Làm như trong phim không bằng, họ phê phán cái việc. Những người học giả không tu phê phán nha. Nói Hòa Thượng Tịnh Không, trời ông này già rồi, lớn tuổi rồi, lú lẳng.
nói cái gì đâu. Hòa Thượng Định Không mà lú lẳng, quý vị nghĩ đi, sao lú lẳng? Rồi câu chuyện người ta rõ ràng trong bản sanh chuyện mà quý vị có mà. Thì quý vị biết rằng là Hòa Thượng Định Không kể suốt câu chuyện này để làm chi à? Để cho những người phạm giới luật trong nhà chùa, tạo tội nghiệp trong nhà chùa, dù xuất gia mà hư hỏng thì có cơ hội. Vì coi Ngài từ bi chưa? Ngài quá từ bi rồi. Còn nếu như Ngài không nói những điều này thì những người kia nói rằng lỡ đọ rồi, bây giờ không còn cửa nữa, không còn con đường rồi, lúng luôn sao? Nhưng cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn dành cho những con người chuẩn bị đọa địa ngục như chúng ta này. Như chúng ta này chuẩn bị đọa địa ngục rồi nè. Nhưng mà pháp môn tịnh độ này là pháp môn cứu chúng sanh từ ở trong địa ngục ra nè, chuẩn bị đọa đi ra nè. Nên Ấn Tổ Ngài nói là các pháp môn tịnh độ này là độ chúng sanh từ trong hầm phân. Hầm phân là gì? Ở trong địa ngục khổ đau đó quý vị. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà nghe một cái là có thể được cứu nè. Mà chịu tin nghe, chịu tin. Nên 48 lời nguyện có một lời nguyện là nhàm chán thân nữ, thấy chưa? Ồ, Đức Phật Ngài từ bi mà Ngài mua đen vô cùng luôn. Ngài biết người nữ là cần được ưu ái. Vậy mà Ngài đưa ra một cái lời nguyện là gì? Khuyên các cô phụ nữ hãy nhìn cái thân nữ khổ đau này mà tự nhàm chán. Nếu như nghe bổ nguyện của ta, chí tâm tin ưa, chịu niệm danh hiệu ta, lòng tin trong sạch, nghe thấy chưa? Ngài biết cái mấy bà này, mấy bà tin mà lúc tin lúc ngờ, lúc thì muốn tu mà lúc thì không muốn tu. Nên Phật nói là khuyên mấy bà phụ nữ lòng tin trong sạch. Khuyên mấy bà lòng tin trong sạch. Khi mệnh chung về quốc độ của ta, mấy bà không còn mang thân nữ nữa. Mà thân của mấy bà là thân gì? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y gan ta. Nó. Nên các cô phụ nữ á, nghe rồi đó bắt đầu là tự nhìn lại cuộc đời mình đi. Phải khổ không quý vị? Trời ơi, có chồng cũng có khi người ta thương thì mừng, mà người ta không thương thì khổ quý vị coi. Người đàn bà nó sống nương bầu đàn ông để mà kiếm niềm vui. Lúc người ta thương thì mình mừng, mà lúc người ta không thương thì mình khổ, đúng không? Nó không được cái quyền làm chủ nhiều. Bây giờ sao? Chúng ta có được cái chỗ nương tựa đặc biệt nè. Dù bây giờ chúng ta chưa khổ gì mà chúng ta thà chúng ta chọn một điểm đặc biệt nương tựa trước đi. Lỡ sau này chúng ta có cái khổ thiệt thì chúng ta vẫn còn điểm nương tựa để không bị hụt hẳn, đúng không? Nên người học Phật là người khôn, là mình đang chọn một con đường điểm chính nương tựa đẹp, để khi lúc mình có vấn đề gì là mình còn con đường hậu để cho mình đi. Trời ơi, phải chọn con đường hậu chứ. Bây giờ mình nương vào hết chồng hả? Mình nương vào hết con hả? Mình nương vào hết của hả? Dịch bệnh nó vớt một phát chết sạch, sụp đất một phát của không còn, rồi chúng ta cắn lưỡi tự tử chết hả? Chúng ta vẫn còn, vẫn còn điểm nương tựa, đó là gì? Bổn nguyện Di Đà, đúng không? Đó, còn điểm nương tựa rồi. Nên tất cả những người trẻ cũng nên cần học Phật. Vì sao? Vì chọn một điểm nương tựa bình an. Điểm nương tựa này không ai lấy được luôn. Chồng vẫn bị người ta lấy, vợ vẫn bị người ta lấy, của vẫn bị người ta lấy, con vẫn bị người ta lấy. Nhưng mà chỉ có bổn nguyện Di Đà, nương bổn nguyện là không bị lấy. Nên tại sao không chọn cái môn này để nương vào? Quý vị nghe rõ ràng chưa? Nên những đức nói, những cái cách những đức chia sẻ là nó giúp cho quý vị đoạn nghi sanh tính. Mà do người ta có tu, quý vị bên đây niệm Phật, như đức bên kia niệm mà. Niệm ào bên tù sáng giờ, niệm xong qua đây chia sẻ quý vị nghe. Nên cái tâm nó hừng hực. Nói chuyện không? Nên ngày Chủ Nhật nên rủ người đi đến đây tu. Nhất là mấy người phụ nữ phá thai nha. Trong đây cũng không ít bà đâu đó. Nói trời ơi, lúc vui thì vui quá trời luôn, vui quên cả trời chăng mây nước. Vậy đó mà khi có rồi không chịu đẻ, thấy không? Cuối cùng đi giết người ta. Giết xong rồi bắt đầu nghe đạo thì thấy sợ, đi gỡ đầu này, đi gỡ đầu nọ. Nhiều người gặp những đức lắm. Thầy ơi thầy, thầy kêu con đừng có đi theo con nữa thầy ơi. Nó đi theo thầy đi thầy. Nói bà khôn quá. Bà giết nó xong rồi, bà kêu nó đừng có đi theo bà, đi theo tôi. Nó theo tôi làm chi? Tôi có làm gì nó đâu, nó đi theo tôi. Nó theo bà chứ theo tôi làm chi? Nó đòi nợ bà chứ. Bà giết nó đi theo bà chứ theo tôi làm cái gì? Không, nhưng mà thầy năn nỉ nó, kêu nó đi theo thầy đi. Nó tôi không có năn nỉ, tầm bậy. Tự nhiên năn nỉ
hương linh đi theo tôi. Ngộ ghê. Nó muốn đi theo tôi niệm Phật thì nó đi kệ nó, tự nhiên tôi năn nỉ nó làm gì, biết không? Nó đi theo bà đó. Nó nói trời, tôi cũng sợ lắm thầy ơi. Sợ gì, bà giết thì bà gán chịu đi. Lúc bà vui thì bà không có nghĩ đến cái điều này đâu, đúng không? Còn lúc bà phá rồi bây giờ bà mới sợ, đúng không? Nên nó bà giết bà bị cái là xong, không có xong cho bà đâu. Bà gỡ tiền cúng dường cái là xong cho bà, không xong đâu. Bà giết nó, cái mạng giết người này nó không đơn giản chút nào hết. Bà nói cái chuyện đùa. Trời ơi, Ngộ Đạt Quốc Sư là bậc cao tăng mà giết lầm chịu thố thôi. Vì mà 10 đời nó còn đi theo kìa. 10 đời người ta đều là tu hành nên chịu thố không động được. Vậy mà tới đời thứ 10 là bậc cao tăng, nhà vua tặng cho một cái ghế trầm hương giảng pháp, ngồi lên cái ghế vừa phát tâm không phải thôi. Nghĩ ta là người xuất gia, ai bằng ta không? Xuất gia cùng là xuất gia mà ta được tiến tâm như vậy, nhà vua bái ta làm thầy, tặng một cái ghế trầm hương quý như vậy, thơm tho ngồi thuyết pháp, không ai bằng ta. Vừa nghĩ như vậy thôi thì thằng hộ pháp bỏ đi liền. Thằng hộ pháp vừa bỏ đi thì chịu thố nhập vào đầu gói làm một gã mặt người liền. Bị thấy kinh khủng chưa? Mà tu hành 10 đời mà không phải tịnh độ, vậy mà tới đời thứ 10 xong á nghe, ông bị một gã mặt người xong. Ông đã từng kết duyên với tôn giả Ca Đạt Ca, tôn giả Ca Đạt Ca giúp cho ông quá giải nghiệp chướng xong rồi đó, thì lúc đó ông mới tu tịnh độ. Đọc sách rõ ràng ông mới tu tịnh độ. Khi tu tịnh độ rồi thì cái đời thứ 10 đó đó niệm Phật mới giảng sanh. Còn 10 đời kia không niệm Phật thì dù là tu cực kỳ giỏi đi chăng nữa còn nghiệp vẫn trở lại. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng bây giờ tu các pháp khác mà không nương vào bổ nguyện, không nương vào Phật từ lực, thì dù còn một chút nghiệp như hạt cát mà không có con thuyền bỏ vô con sông cũng chìm. Nhưng nếu một con người nương vào bổ nguyện niệm Phật, tính nguyện kiên cố, dù cái nghiệp bự như tảng đá nhưng mà cái bổ nguyện là chiếc xà lan, thì đem tảng đá này để lên chiếc xà lan đưa qua kia thì vẫn là nổi trên mặt nước. Trời ơi, tịnh độ nó tuyệt vời gì đâu. Bởi vì cái người mà nghe tịnh độ như vậy nó hừng hực cái tâm nè, hừng hực nè. Ai mà đi chọn cái khó à, cái dễ không làm đi chọn cái khó làm gì. Nhưng Đức nói câu này hoài. Bây giờ người thông minh không lẽ quý vị đi chọn cái làm khó. Vậy mà ngộ nhiều người cho mình thông minh, mình không chịu làm dễ nghe. Đúng là thông minh mà trở thành ngu. Vì thấy không? Thông minh mà trở thành ngu thiệt luôn á. Còn cái người ngu mà trở thành thông minh. Ngu mà chấp nhận mình ngu, mình thiệt thòi, mình chấp nhận thiệt thòi, nên mình thiệt thòi mình lo niệm Phật thôi à. Còn cái người thông minh thì tự nhiên lý giải đủ chuyện, nói cao xa, ta có khả năng đi được, thì cuối cùng mình bỏ mạng với xa trường luôn, thấy chưa? Nên Ấn Tổ ngài nói có nhiều người thông tông thông giáo, có những người học thức hiểu nhiều, như vậy mà khi cuối cuộc đời miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuống cuồng, còn thua một người già niệm Phật chưa đủ tín nguyện. Ghê không? Nên từ nó đó tổ sư đã nói hết rồi. Bây giờ chúng ta gầy dựng tín nguyện được không? Câu Ấn Tổ nói dùng lòng tin chân thành à, lòng tin chân thành nguyện thiết tha. Mấy bà làm được không? Đó. Lòng tin chân thành nguyện thiết tha niệm A Di Đà Phật, làm được không? Cứ lòng tin chân thành nguyện thiết tha niệm A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Nhấn mạnh đó nghe. Thì mấy bà sẽ thấy vui liền, không nói chứ nghe. Dù chồng nó đánh bóp 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 băng băng nó giọng vô mặt vậy mà buông ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con muốn gì cực lạc, nên con có bị cái khổ của thằng chồng đánh này nữa. Thằng chồng nó đánh bóp bóp vô mặt, nó đá hứ hứ, nhưng mà thầy nói rồi, trả qua báo nhẹ hơn quả báo. Nếu như bây giờ mà nó không đánh con ở đây, nó giúp cho con niệm ấm chăn im mà con không tu đó, thì tương lai con đọa tam đồ ác đạo nó dài không tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta ví dụ của cái văn tự thế gian để dễ hiểu nghe. Bây giờ quý vị ở cái cõi này, quý vị đang khổ nè. Bây giờ tất cả những người mà ai mà khổ đau cùng cực, cho mình là người khổ nhất trong cuộc đời này nghe. Nghe nè, tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Thì quý vị khổ tối đa cho vị khổ 60 năm cuộc đời. Từ khi biết chuyện và tới 60 năm cuộc đời chịu khổ. Nhưng nếu quý vị không trả cái khổ này thì quý vị đọa tam đồ ác đạo, quý vị phải chịu khổ 6 vạn năm. Bây giờ quý vị chọn đi, cái người khờ nhất bây giờ hãy tính cho kỹ luôn nè. Khổ 60 năm và khổ 6 vạn năm.
chọn đi. Tôi chọn 60 năm khổ. Tôi chọn chịu 60 năm cuộc đời khổ trong cõi này. Khổ te tua, khổ đủ chuyện. Dù thương người ta cỡ nào, nó cũng quýnh, cũng đập, cũng đá, cũng đâm, cũng chép. Nó quýnh te tua. Rồi sanh con ra cực khổ, nuôi con khôn lớn. Nó cãi lại với mình, nó không nghe lời mình. Nó còn chê mẹ là khờ. Mẹ là người đàn bà khờ. Chúng ta nói à, mẹ khờ lắm con à. Mẹ khờ lắm. Mẹ vui chả hết con à. Mẹ khờ lắm, mẹ ngu lắm. Mẹ có như thế nào mẹ cũng là mẹ ngu, mẹ khờ hết. Cuộc đời của mẹ bây giờ hiểu rồi con à. Mẹ nghe thầy giảng mẹ hiểu rồi. Mẹ bây giờ chỉ có một con đường mà muốn hết khổ là mẹ niệm Phật thôi. Mẹ vui chả hết tất cả những gì trong cuộc đời này. Đến với mẹ như thế nào mẹ cũng vui chả hết. Mẹ chỉ mong một lần thôi. Một lần gì? Một lần được Phật A Di Đà rước mẹ về cực lạc thôi con à. Hiểu không? Chỉ mong một lần thôi. Đau chân thẳng chân đi. Ngồi đau chân chung. Quay tới quay lui tội nghiệp. Cứ thẳng chân không sao đâu quý vị. Ngồi. Biết mà ngồi với đau chân dữ lắm. Không giỡn đâu. Có nhiều người chân đau dữ lắm. Tội nghiệp người ta. Thẳng chân so chân ra. Nó nên nó nghe như vậy rồi. Trời ơi. Nó giải tỏa bao nhiêu con người đang khổ đau. Có những người mà bế tắc đi đến cái mức mà như thế nào quý vị biết không? Thầy ơi thầy, cuộc đời con là khổ nhất thầy ơi, khổ nhất thầy ơi. Trong thế gian này con khổ nhất, nếu quý vị nghĩ gì là quý vị tiêu cực à. Không có đâu quý vị à. Dù chúng ta có khổ cỡ nào thì chúng ta vẫn còn mắt thấy, miệng nói, tay đi, nhúc nhích được, chân vẫn đi được, hiểu không? Chưa đến nỗi khổ quá. Vì thấy chương trình người mù mình tổ chức chưa? Có những người mù, mắt mù, chân bị liệt, tay không có, lết, có những người bò mà đi. Vậy mà đi đến đây dự chương trình người khiếm thị. Không lẽ họ nói họ khổ nhất à? Còn quý vị bây giờ mới bị chồng đánh, chồng hắt hủi, con bất hiếu, thôi quý vị nói tôi khổ nhất. Trong cuộc đời này ai đã đến thế gian này mà nếu không nghe đạo, không có phương hướng giải thoát thì tất cả chúng ta đều là dùng chữ khổ. 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 Thầy cũng khổ mà trò cũng khổ. Thầy chùa cũng khổ mà cư sĩ cũng khổ. Quý vị coi thầy chùa khổ không? Đi tu khổ không? Trời cho quý vị biết, nếu mà không có tâm tu giải thoát nè thì cũng dành chùa khổ nè, dành Phật tử khổ nè, rồi cũng là vật chất khổ nè, cũng là danh khổ nè. Vượt qua được không? Không đâu quý vị à. Không phải người đi tu nào cũng vượt qua những thứ này được đâu quý vị à. Vẫn khổ hết à. Bây giờ Phật tử về chùa tôi mà đi chỗ khác vài bữa lỡ thì bắt đầu mình nói gió câu này câu kia à, bây hổm giờ đi rồi mà đi chỗ nào ý, nghe nói đi đến chùa đó mà. Ví dụ những đức đi, ví dụ như đòn cô Chuyển cô Mai gì đi, bây hổm giờ dẫn đi đâu hay đi đâu tu lỡ đây, cái những đức gặp những đức nói à, lúc này đi chỗ khác cơ mà, đâu có tu ở đây đâu, thấy cũng khổ không? Sao mà nó khổ vô cùng với trời là trời. Người ta có khối óc, người ta có đôi chân, người ta muốn đi đâu người ta đi kệ người ta. Người ta chọn chỗ nào được với người ta thì người ta đi cái chuyện của người ta. Mình cứ lo mình tu cho thật là tốt đi. Mình tu cho thật là tốt đi là mình có được cái sự an lạc liền à, hiểu không? Còn người ta muốn đi đâu người ta đi cái chuyện của người ta. Vậy thì mình sẽ có sự tự tại trong cái học Phật liền, đúng không? Nhưng mà mấy người làm được như vậy quý vị? Mấy người làm được như vậy? Như vậy thì xuất gia cũng khổ nữa. Chứ đâu phải chỉ có cư sĩ khổ đâu quý vị. Không lẽ quý vị nói trời ơi công nhận mấy thầy xuống ghê. Ở trong chùa phơi phớ, thấy người nào nấy tròn lụi dễ thương, xuống ghê. Thôi quý vị ơi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, chứ cũng chưa chắc đâu quý vị à. À, cũng khổ lắm. Chứ không phải không khổ đâu trời. Nên trong cái cuộc đời này, ở trong cái cõi này, còn ở đây là còn khổ à. Nó không có đơn giản đâu. Rồi bây giờ quý vị hỏi bao nhiêu sư cô, bao thầy có khổ không? Nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn lo cơm ăn áo bạn khổ quý vị? Cũng khổ nữa à. Rồi bây giờ chúng ta mới đi chỗ này đi chỗ kia, người ta cúng dường có cuộc sống khổ không? Cũng khổ. Nếu như bây giờ mà chúng ta chọn phương hướng giải thoát thì cái chuyện cuộc sống chúng ta không nặng nề nữa, thì quý vị sẽ có sự tự tại trong cái học Phật.
Mà cái phước này nó dẫn dắt, nó đưa đẩy quý vị đi đến cái chỗ tốt đẹp. Còn nếu như quý vị lao theo cái khổ kia để kiếm cuộc sống thì nó đẩy quý vị càng ngày càng đúng sâu, khổ đó. Như vậy đó, mà khi mà nó đi đến cái mức mà tuột phước á, thì nó dù có nghe nhưng mà không làm, tin không? Nghe nhưng không làm, khổ nhưng vẫn nhủi đầu vào khổ. Chúng ta có phương hướng khổ nhưng có con đường giải thoát, vì là không khổ. Vì sao? Giống như chúng ta làm một việc cực khổ vô cùng mà mình nghĩ mình sẽ được thành quả, hiểu không? Vì giờ bây giờ chịu khó với chồng, chịu khổ với vợ, chịu khổ với con, chấp nhận trả hết, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Nhưng do chúng ta có một khuynh hướng vãng sanh nên chúng ta có một lối thoát thì mới chịu khổ được. Còn nếu như chịu khổ mà đi mù mờ, khổ cho hết cuộc đời, khổ xong đi đọa tam đồ, vậy thì trời ơi, cái khổ này mới là thảm thương nè. Cái khổ mà xong rồi đi đọa tam đồ mới thảm thương, đúng không? Còn bây giờ chúng ta là có con đường đi, nên chúng ta dù khổ nhưng mà vui. Vì sao? Vì tương lai mình được Phật A Di Đà. Mình cứ nghĩ nè nghe, mình cứ nghĩ, mình tưởng tượng gì là trong lòng mình thích lắm nè. Mình nghĩ, mình tưởng tượng là một ngày nào đó Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, chỗ Hoàng Thánh Chúng, Quang Minh Phổ Chiếu tự nhiên bao trùm mình lại luôn. Rồi bắt đầu là Ngài đưa đài sen xuống nghe, rồi mình bước lên đài sen nghe. Ôi ôi, cái cảm giác đó mình nghĩ như vậy thì bao nhiêu cái khổ này tự tan biến à. Mình nghĩ một ngày nào mình sẽ được như vậy, một ngày nào tôi niệm Phật tôi sẽ được như vậy. Tôi tin chắc là Phật A Di Đà sẽ rước tôi, tôi tin chắc Phật A Di Đà sẽ rước tôi. Quý vị chỉ cần có một lòng tin này thôi thì cái khổ thế gian này quý vị sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa. Cái khổ thế gian này khổ cỡ nào cũng không sợ hết. Thì biết vì sao những đứa có thể lại 3 ngày 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được không? Giảng pháp thêm 3 ngày nữa thì biết sao làm được không? Chỉ có đúng mục tiêu thôi. Là tôi nói rằng tôi dùng cái thân giả này cho xứng đáng. À, một ngày nào nó cũng bỏ mình, bây giờ không dùng nó hả? Ngày xưa ngoài đời thì dùng nó đi nhậu, dùng nó đi kiếm em, dùng nó đi kiếm tiền, dùng nó đi sát sanh. Bây giờ đi vô chùa thì chúng ta dùng nó làm cái gì? Dùng nó thuyết pháp, dùng nó lại Phật, lại Bồ Tát, dùng nó hướng dẫn người ta tu cho mày te tô luôn. Lại đau chứ, lại cũng hỏi chứ, làm sao không hỏi? Chân cẳng mà, con người phàm phu mà, trời ơi, lại mà có khi mà đứng mà cái chân mình nó cứng ngắc, máu chảy không thông nổi luôn. Mà lại 1500 lại 3 ngày rồi giảng pháp kịch liệt, tiếng tâm bị khan, rồi dùng lực quá mạnh, quý vị biết rằng nó sức khỏe nó bị ảnh hưởng liền. Vậy mà cứ nghĩ cái chuyện giảng sanh, nó một ngày nào bỏ mày, mày dùng nó xứng đáng đi. Nhưng mà mày không phải là loại bỏ nó, mà là mày dùng nó phải cho xứng đáng. Mày dùng cái tâm mày bắt nó phải làm đi, làm việc cho tao, làm việc, tao là ông chủ, mày phải làm. Nào, vậy thì cái thân này xứng đáng liền. Còn nếu như quý vị nương nó, rồi quý vị thương nó, quý vị trao chuốt nó, quý vị không cho nó làm, lâu ngày nó trở thành làm biếng. Làm biếng nó không chịu làm nữa nghe. Nó, vì thấy ông lên ngồi nói chuyện sức hôi hột, đâu có giỡn đâu quý vị. Ước mình mẩy luôn, nói chuyện mà phải dùng cái tiếng mạnh. Bữa nào mà âm thanh mà nhẹ thì nói khỏe, nhưng bữa nay âm thanh nặng nè, nói phải dùng lực, nói cực kỳ mạnh. Âm thanh nó nặng quá thì nói mạnh lắm. Cái kiểu mà nói gì nè là cái nghĩa là âm thanh nặng. Còn cái kiểu để gì mà âm thanh nó vang 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 là nhẹ, hiểu không? Nhưng bữa nay âm thanh nó chuẩn cứng lại thì nó nặng lắm quý vị. Nhưng phải nói làm sao cho người ta cảm giác được tịnh độ là cái tâm lực phải cực kỳ mạnh. Trời ơi, cái thời tiết nó nóng như vậy mà đâu đơn giản đâu quý vị, thấy không? Nó nên tu nó đó, ngồi trong vòng một tiếng mấy thôi là quý vị biết tu lễ Phật nửa tiếng đồng hồ là do những đức thấy thời tiết nó quá nóng, quý vị tu ít, nhưng mà quý vị nghe để gầy dựng lòng tin và tín nguyện về nhà để tu. Cái quan trọng là ở nhà tu được, còn vô đây mà bắt tu quá nhiều chạy mất dép chứ. Mấy bà trưởng đoàn mới dẫn người mới đi chạy mất dép, thấy chưa? Hồi nãy giờ người ta nghe nè, bây giờ bị đi về để tu nè, bây giờ ngày nay bị cầu an cho cha mẹ mình cũng có kết quả đó nè. Nương vào cái đại chúng này cầu an có kết quả nè, rồi ngày hôm nay cầu siêu cho người thân có kết quả nè, thì chỉ đóng người có kết quả. Hai cái cầu an cầu siêu là do mình được an nè, thì mình cầu an, tâm mình buông xuống nhiều thứ là cầu siêu, là mình siêu, cầu siêu. Bởi vì những đức mà khi mà chia sẻ tịnh độ mà quý thầy quý sư cô mà ngồi phía sau để ý, có khi mà nhà Đức nói chuyện mà cái tay như Đức gõ trong cái bàn cái cướp. Tại vì sao? Cái tâm lực của người mình nó đang hừng hực quý vị. Gõ mà bóp bóp cũng bể cái bàn vậy đó. Không phải nói chuyện bình thường như người ta. Ví dụ như người ta bình thường, ví dụ cái tay người ta đi. Đúng không? Mà mình thì
chồng mình mà muốn mình muốn bay chứ mình quýnh ta luôn á. Nói chuyện mà làm như cái tâm lực mình nó mà cái pháp môn tịnh độ này sao nó đặc biệt quá. Trời ơi, quý vị nghĩ ngoài sức tưởng tượng. Đúng, rõ ràng chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng, vì nó ngoài sức tưởng tượng. Quý vị cứ nghĩ đi, trời ơi, trong chùa đông như vậy mà đồng tiền nó lo biết bao nhiêu mà nói. Rồi trong một lúc này mà xây dựng tổng cộng là 5-6 dãy nhà. Quý vị nghĩ một lúc xây 5-6 dãy nhà, quý vị biết một tầng như vậy hòa thượng lo, những đức lo biết bao nhiêu tiền chưa, bao nhiêu sự việc phải lo chưa. Như vậy mà còn 800 con người này, rồi bao nhiêu lễ lộc, rồi ngày chủ nhật cộng tu nhân sự giải quyết. Một tuần như vậy như đức phải họp nhân sự mấy lần, giải quyết bao nhiêu vấn đề của mỗi ngày, rồi lây quay là người chết, rồi phải lo hòm gương, đủ chuyện. Trời ơi, không phải đơn giản. Rồi đi qua bên đây thì nó nhảy xin ngạc thầy ơi, qua bên kia thì lóc nhà dột thầy ơi, nó chạy qua bên nọ thì thầy ơi mắc cái quần, qua bên kia thì ăn cái gì cho các cụ, ăn cái gì thầy. Rồi vừa bước ra một cái là trình sổ mua đồ ăn, mua cái gì phải lọc sơ qua cái, thôi cái này không được mua, mua này nè. Quý vị coi bao nhiêu việc như vậy mà con người này vẫn vui là vì sao? Ý nghĩa của cuộc đời. Nên những đức có nói đúng rõ ràng, chỉ cần nắm có vật hiệu này là có sự an lạc liền. Cậu có vật hiệu nào nó tích lọc, quý vị ô hay gì đâu á. Tất cả những cái nặng nề trong tâm chỉ cần niệm Phật tu một thờ thôi, nó lọc hết. Buồn phiền nặng nề phiền não dặn ai không buông ra được, chỉ cần lên tu một thờ xong buông ra liền. Tại vì sao? Mình hỏi lương tâm mình. Mình hỏi lương tâm mình là sao? Bây giờ dặn người ta mình khổ hay người ta khổ? Mình hỏi cho thật kỹ đi. Nếu như mình vui mà dặn người ta mà vui á thì dặn đi. Mình dặn người ta mà mình ăn ngon ngủ yên mà ngon á thì mình dặn đi. Còn nếu mình dặn người ta mình buông người ta, mình hẳn người ta mà mình ăn không ngon ngủ không yên thì thôi mình buông ra đi. Mà muốn buông ra được thì phải làm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Thấy chưa? Hay không? Cái pháp môn tịnh độ nó lạ lắm, nó quay một vòng nó đẩy vô câu Phật hiệu. Nó quay một vòng nó đẩy vô câu Phật hiệu gọi là tín nguyện niệm Phật. Còn nếu không niệm Phật là nó quay luôn. Người mà không niệm Phật mà giảng các pháp khác là nó quay luôn. Nó quay, nó mở ra luôn. Nó mở rộng ra. Rộng thiệt rộng luôn rồi bị vô đó, vô. Vô xong ra không được luôn. Tại vì sao? Họ mở quá rộng, quý vị vô xong ra không được. Còn pháp môn tịnh độ là một cái phạm vi nào đó để nó giảng quý vị, rồi xong nó đưa thẳng ngay câu Phật hiệu luôn. Nên cái người tu tịnh độ là phải hiểu cái nguyên lý này thì vị tu tịnh độ cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn đó. Trời ơi, quý vị coi những cái điều những đức chia sẻ đây với gia đình quý vị là chuyện nhỏ, với một gia đình quý vị mà một hai người đó là chuyện quá bé bỏng rồi, không cần phải nói tới. Quý vị coi mà ngày một ngày những đức còn tu được 2 thờ, chia sẻ Phật pháp được 2 thờ, nó một buổi sáng những đức là giải quyết từ chùa này và 3 điểm chùa kia, mà nhân sự người đông cực kỳ đông. Ăn cơm vừa xong là làm việc đó, cầm sổ lại trình sổ sách sao nè, thấy không? Rồi xong rồi bắt đầu mấy bà già xuất hiện nè, Phật tử đến nè, hỏi này hỏi kia, người chào về, người hỏi đến ở, thấy không? Rồi bắt đầu là mấy bà già việc này việc kia nè, bắt đầu là mấy bà nào là việc này việc nọ, hồi tối ngủ bà kia bắt hiều con, cũng mét. Hồi tối ngủ tự nhiên bà nọ bà ngái quá con ngủ không được, mét. Hồi tối chờ mưa nó dập bể cái cửa, thầy ơi, thay cửa khác cho con, thấy không? Đó. Rồi bên kia điện thoại qua, bữa nay có bà cụ yếu hộ niệm thầy ơi, rồi bữa nay bà này bấm mắt kìa, chuẩn bị quan tài, thì thấy không? Như vậy mà người ta vẫn an vui tự tại được trong cuộc đời này là vì sao? Vì tất cả những cái đó nghe để giải quyết chứ không phải để trong tâm nặng nề. Còn quý vị là vì tình thương một gia đình, quý vị nặng nề một gia đình, quý vị mà quý vị bị khổ đau. Còn những đức là hết lòng lo nhưng không để trên vai. Còn quý vị là chỉ có 2-3 người mà để trên vai rồi lo xong vác trên vai. Sanh con ra cứ nghĩ con mình, sợ con mình cái này cái kia cái nọ, cứ lo sợ mà bảo bọc, cứ lo âu. Nó thì có chân có cẳng mà nó đi một đêm ở nhà ăn không ngon ngủ không yên, chờ nó về. Quý vị khổ là do ái nhiễm thành ra ngu si mà khổ. Còn nếu như bây giờ mình nuôi khôn lớn, mình dạy rõ ràng, bây giờ nó đi ra đường là nó phải tự phát huy năng lực của nó. Mày khôn thì mày nhờ, mày dạy thì mày chịu. Tao nói hết rồi đó. Vậy thì quý vị để nó xuống khỏi cái dây quý vị đi. Như vậy thì cuộc đời quý vị làm cha làm mẹ vẫn là an vui tự tại. Đúng không? Trời ơi, giác mà đến 80 tuổi mà còn giác mà.
80 tuổi mà muốn vô chùa tu mà để con sắp xếp thầy ô. Con định vô chùa tu mà sắp xếp chưa được thầy ô. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mới 80 rồi thầy ô. Nó, trời ơi đây nè, tôi thấy bao nhiêu người nè, 80 tuổi, tám mấy tuổi mà về sắp xếp đó quý vị. Nói thôi bà cụ ơi, bà cố gắng ở nhà niệm Phật đi cụ. Lúc nào vô được thì vô, chứ bà đừng có đợi cái chuyện sắp xếp xong bà vô tu. Lỡ vô thường đến mà chết bất tử thì sao, thì mất bằng giảng sanh. Thôi chưa vô đây được, ở nhà cố gắng niệm Phật đi. Tôi nói cho bà nghe, bà cũng không muốn nghe thì kệ bà. Tôi nói thật lòng cho bà, không phải bà mới có sắp xếp đời này đâu, mà bà đã sắp xếp với vô lượng đời kiếp rồi. Bà sắp hoài luôn. Bà sắp đầu này nó lòi đầu kia, bà sắp đầu kia nó lòi đầu nọ, phải ở nhà đúng không? Vì sắp được cái này thì lòi cái kia. Cái vị chị đứa con này đứa kia, con kia nó nổi lên. Có khi nhà có đứa con một à, vậy mà đứa con nó quay hai vợ chồng già le lử. Không, một đứa con thôi quay quý vị. Vì sao? Vì quý vị bám vào đứa con. Quý vị bám vào đứa con nên quý vị khổ. Tuy là học Phật nhưng bám vào con. Đem cái tâm học Phật không cấm vào Ai Di Đà Phật đâu, mà đem cái tâm học Phật để cấm vào đứa con. Nên quý vị càng học Phật càng mê hoặc điên đảo nên khổ. Chứ nếu như đem cái tâm mình mà bám vào câu Ai Di Đà Phật thì sướng rồi. Nhưng mà lạ thay, cái tình thương mình dành cho con nó nặng hơn Ai Di Đà Phật. Nên cuối cùng đem cái tâm chủ vào ngay đứa con ngu si. Đứa con tạo nghiệp. Vậy thì con nghiệp này nó dẫn quý vị đi vòng vòng vậy đó, rồi cuối cùng quý vị, cuối cùng mơ thở ra, không hít vào, cuối cùng bị đọa tam đồ ác đạo. Rồi bị giúp được con mình không? Không, bản thân mình cũng không giúp được, mà giúp con cũng không được. Vậy thì tính con đường lâu dài mình phải làm sao? Mình phải buông đứa con này, không phải là bỏ nó, mà là buông đứa con này mới giúp nó. Khi quý vị buông nó rồi, nó mới thấy cái cảnh đời mà nó không có điểm nương tựa. Tại vì bị bảo bọc nó quá, nên nó nương hoài, nó ỷ lại, và nó dựa vào tình thương đó, nó quay ngược lại trở mặt với quý vị luôn. Nên bây giờ mình nuôi con khôn lớn, mình đừng để con phải tạo nghiệp thêm nữa. Bây giờ buông đứa con ra, rồi mẹ cha nuôi con khôn lớn, việc gì cũng cho rồi, của tiền cho rồi, con tự lực cánh sinh sống đi. Mày còn nhỏ mà nói mày không nghe, rồi mày tự làm tự sống đi. Rồi bắt đầu là nó mới thấy rằng nó không có điểm nương tựa, thì nó cố gắng phát huy. Khi nó ra xã hội nó làm, nó bị người ta chửi mắng đánh đập nó, thì lúc đó nó mới nghĩ, trời ơi, cha mẹ của mình thương mình vô cùng. Dù mình đối xử tệ bạc mà cha mẹ vẫn thương mình. Vậy mà mình nở lòng đối xử với cha mẹ tệ như vậy, nghĩ lại mới thương cha thương mẹ. Còn bây giờ quý vị cứ để nó ở trong cái vòng tay bị hoài, nó không cảm giác với tình cảm quý vị dành cho nó đâu. Nên thất bại là ngay cái chỗ mình học Phật mà không tỉnh. Thấy không? Nghe hoài mà không tỉnh. Không tỉnh rồi khi chết rồi cũng tiêu. Nó rồi là xong rồi, thấy chưa? Nên người học Phật phải tỉnh quý vị, phải tỉnh lại, tỉnh giấc mơ đi quý vị, tỉnh giấc mộng đi nghe, tỉnh mộng đời đi nghe quý vị. Vậy thì có nụ cười chứ sao? Học Phật làm sao mà học ra có nụ cười, có niềm vui. Tôi học 13 năm nay tôi vui nè. Đó. Học ra mà từ cái hô mà giờ đỡ hô nè. Chứ tôi mà không học ra niềm vui nó thành hốc luôn rồi. Hô hốc luôn. Trời, tôi học ra mà từ hô mà giờ vì coi đỡ hô không? Ngày xưa mà cái miệng. Bây giờ cái bằng nạo đỡ rồi đúng không? Ngày xưa trời cười đưa hai bằng nạo vậy nè. Kinh khủng luôn, trời ơi, coi hình xưa đi. Coi hồi xưa rồi cấp mới xuất gia đi vì coi thấy ghê không? Thôi sao gì đâu mà cái miệng lúc nào cũng kinh khủng được, thấy không? Vậy mà viết từ từ nay cũng đầy đặn. Vui nó mới được đầy đặn chứ trời. Vậy thì mình chọn rồi, sống phải vui. Trời ơi, khổ quá rồi mà còn khổ thêm nữa hả? Không có đâu. Tôi không có khổ đâu. Dù 800 người bây giờ hay là mai mốt 1500 người sau này có nè. Chùa mình sau này 1500 người này cho quý vị coi. Ngôi chùa mới bèo bèo thì cũng phải 700 người ở. Nên từ nơi đó mà số lượng đông vậy tôi khổ không? Không khổ đâu. Tôi dạy gì tôi khổ. Tôi nuôi hết lòng tôi thôi. Quan tài tôi chứa sẵn hết á. Vô đây. Xe tôi làm thêm chiếc xe chở quan tài nữa kìa. Ba đầu chàng mà chết nhiều thì tôi làm thêm cái xe chở quan tài nữa đó. Có cái vị này giảng pháp nói một câu gì nè, cái ngôi chùa cứ nói đến chết, nói đến chết không, Phật pháp mà cứ nói chết không à.
tù lao, sớm muộn cũng chết. Không nói chết, ông lo tu làm sao. Đâu phải là tôi nói chết để tôi tiêu cực đâu. Cái vị đó nó giảng nói, tối ngày Phật Pháp mà cứ nói chết hoài, Phật Pháp là phải nói sống, phải nói cái hiện tại. Tôi đang sống hiện tại còn gì? Hiện tại tôi sống rõ ràng hơn. Ông thấy tôi không sống hiện tại sao tôi nuôi bao nhiêu bà già? Còn ông thì ông nói rằng là chùa thì toàn người già chết vô chùa không. Đúng rồi, ông không có già đâu. Ông chờ xem, mai mốt ông nhăn răng thì chứ đừng có nói mà không già. Cái điểm đặc biệt nhất của cuộc đời con người mà tôi cô động lại, một là dạy trẻ em, hai là nuôi người già. Hai điểm này cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì trẻ em cần được giáo dục để cả đời con người sống có ý nghĩa. Tới tuổi già nhờ cái phước ý nghĩa đó mà tuổi già được thương yêu lo lắng, đúng không? Vậy thì tôi lo người già về, tôi nhận người già khổ, người già bơ bắt gì để tôi lo. Tôi không cầu danh lợi, vậy mà cũng bị nói chùa gì tối ngày chết chết đưa người già gì không. Bởi vì bậc trí thức ai mà tiếp nhận. Đúng rồi, ông nói trí thức ha, tôi nói trí mất thì có trí thức. Mất này mất xanh đó, ông hiểu không? Trời ơi, người trí thức thì phải có góc độ trí thức á. Cái thức là hiểu biết, là sáng suốt á. Người có trí có hiểu biết là sao? Nhìn nhận cái việc làm ta, nhìn nhận người ta lo cho bao nhiêu người mù, chương trình người mù, rồi người già người ta giúp đỡ người ta lo. Người trí thức nên nhìn cái việc tương lai mình già mình cũng cần được người ta lo. Bây giờ người ta lo cho người già như là đúng rồi, hiểu không? Đó, vậy đó mà nói trời chùa mà người đạo Phật mà toàn là nói tính chết không. Nói chết không, đúng rồi, ông không có chết đâu. Ông chờ xem, ông nhăn răng ông này chứ không có chết đâu. Nên cho quý vị biết rằng, chứ đâu phải người ta nói chết là để tiêu cực đâu. Chư tổ sư đâu có nói chết mà tiêu cực đâu quý vị. Không bao giờ nói chết mà tiêu cực quý vị à. Mà chư tổ sư nói chết là để sống nó nhẹ trong cuộc đời. Con người tưởng đâu mình sống lâu nên mình nặng trong cuộc đời này đó quý vị. Nên án tổ ngày để cái chữ chết là không phải tiêu cực mà là gì? Đối với danh lợi cuộc đời, đối với sự hơn thua đấu đá đừng nên tranh giành. Vì ta chết rồi cầm gì theo được đây, phải không? Đó là cái chữ chết là trí tuệ đó. Còn không tu tưởng đâu là nói chết là chết queo, tầm bậy. Nói chết là để nhắc mình cuộc đời gần chết rồi phải làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời mình á, chứ đâu phải là chết là tiêu cực, nghe chưa? Nên dù tu bao nhiêu chục năm đi chăng nữa mà nhưng có góc độ vẫn là kém cỏi, hiểu không? Nên chúng ta phải nhận thức Phật Pháp nha quý vị. Phật Pháp là trí tuệ chứ không đơn giản đâu. Đó, nên từ nơi đó mà sau này bao nhiêu bà già gì ha, không, những đức nói cho gì biết, cả đời những đức sẽ ginh quan tài. Cứ là bà già nào chết là tôi ginh quan tài. Trời ơi, đôi tay này từ khi đi tu tới giờ không biết ginh bao nhiêu cái quan tài. Ở tay này nè, tay này nè, tay này ginh quan tài nè, còn tay kia bơ. Chứ hai ginh hai tay sao được, ginh một tay à? Ginh đi, trời ơi. Bà nào chết thì cũng hộ niệm. Hộ niệm xong rồi nghe, hộ niệm xong rồi đưa đi lên đài quả táng là phóng sanh đồ ha. Mình làm lễ, mình làm sơ sơ nghe. Rồi tay phải ginh quan tài đi, đi nhìn về phía trước. Vì sao? Hôm nay ta ginh người, ngày nào người ginh ta. Hôm nay ta để người vào quan tài, ngày nào người để ta vào quan tài. Bạn chạy không khỏi ra quan tài này đâu. Kìa, nguyên cái kho quan tài bên kia kìa. Muốn bển nằm chơi, hôm qua bển cho nằm. Trời ơi, để sẵn luôn. Nuôi người già mà chuẩn bị luôn, đúng không? Ai mà không chết, sợ chết cái gì? Nên tôi giết rồi, đối với tôi cái chữ chết không còn biết sợ là gì nữa. Tại vì tôi ginh bao nhiêu cái quan tài mà. Tôi nuôi mấy bà già hôm nay, có khi chiều nay bà yếu không chừng. Bao nhiêu con người yếu gần chết, những đức vô nói cụ, nghe gì của lúc sống nói chưa? Lúc còn khỏe như đức nói gì bà nghe không? Chết không có gì phải sợ cả. Bà niệm Phật đi, bà đừng có sợ nghe. Có những đức hộ niệm cho bà đừng có lo. Lúc còn sống rèn rồi, hiểu không? Trời ơi, lúc yếu yếu đưa cho bà hộ niệm dít một cái đi, ngon lành. Chết xong ngồi ngồi niệm Phật ào ào cho. Niệm 24 tiếng xong, tắm rửa xong, người trong chùa để vô quan tài. Trời ơi, người tu tắm luôn nghe các cụ. Đó. Nên mấy bà cụ già đây, bà nào muốn vô đây, vô đây. Trời ơi,
không? Nên mấy cái cô mà ngồi ở đây á, bây giờ á, cứ lo gia đình hết lòng đi. Sao đủ duyên vô đây? Vô đây mình có chỗ ở, mình tu, đúng không? Yên tâm rồi đó. Rồi bắt đầu là gì? Sẵn hết đầy đủ hết chứ. Cái gì cũng có đầy đủ hết chứ. Nó tu gì còn gì sợ nữa, đúng không? Nói rồi ô, nhiều người nghe cái đám của chùa mình làm, có nhiều bà già mới nói: trời ơi, con nhìn chùa này chết sao con ham quá. Nhìn chùa chết sao ham quá. Nhiều người nói vậy mà. Cái gì đâu mà làm gọn hơ. Gọn thiệt quý vị. Chùa mình có một câu Phật hiệu mà: lúc còn sống niệm Phật, gần chết niệm Phật, chết rồi niệm Phật, liệm niệm Phật, để quan tài niệm Phật, phóng sanh niệm Phật, đưa lên đài quả tán niệm Phật, bắt niệm Phật, sùm chạy xe ngoài đường chứ. Rồi thêm cái xe chở quan tài của chùa mình, nó bị coi ngộ không? Cái xe này chắc có mình thằng khùng với những đức mới tính ra được. Xe ngộ ghê. Xưa chưa từng thấy cái xe chở quan tài nào vậy luôn. Mà xe chở quan tài lưu động nha. Chở về xong gỡ ra thành cái xe bình thường. Khi có người chết gắn vô thành cái xe chở quan tài. Nó thì cái xe la mới bị thường ngồi mà chở bị ra cổng vòm rồi, đó là xe chở quan tài đó. Chở bao nhiêu cái hòm ở trên đó nó bị biết chưa? Trời ơi. À, đó xe đó gì đó. Khi mà chết cái là như đứa đem hình cái gắn vô, đem tượng Phật gắn để trước đầu. À nè 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 anh chạy ai cũng nhìn, nó rồi có xe gì mà xe ngộ của ta, xe gì ạ? Xe đám cưới hả? Tại vì sao? Vì Phật đứng ngoài trước, thêm cái viền đỏ thì cái viền màu vàng kéo ngang đi gan xe đám cưới luôn. Nhưng mà xung quanh là thánh chúng không à. Cái có một lần cái anh công an đứng giữa đường, anh nhìn anh kêu phéo. Chạy xe mà ai đứng ngoài ngoài cái đầu xe té hay sao? Nó trời ơi, ông coi kỹ lên đi, ai đâu? Cái tượng ông già. Ôi trời, cái tượng đứng ngoài ra đầu xe ấy vậy. Ôi chạy tẹt cái xe lam á. Cái xe mà thường chở Phật tử đi ra ngoài phóng bơm đó, xe đó chở quan tài đó nghe. À, quý vị mà ngồi xe đó là may mắn lắm á, chứ không dễ đâu. Nó nên từ đó, hôm trước á gặp mấy bà già, như Đức nói một câu nè: bà cụ. Như Đức nói bà nghe, bây giờ bà hiện tại bà có mấy bộ đồ? 5 bộ thầy. Chi thầy? 5 bộ phải không? Bà sau này bà chết bà nhớ nghe. Là Như Đức lấy lại 4 bộ. Nó ủa, lấy được 4 bộ chi thầy? Thì bà bận bộ, lựa bộ nào ủi ngon bận cho bà đi thôi. Đốt, xong rồi, để là 4 bộ. Chi à? Giặt, ủi, để đó. Chi à? Ai cần bận cho người ta bận. Bà có phước. À, đúng rồi, được thầy, được. Thì để là 4 bộ đi, tôi có phước. Chứ thầy đốt làm chi, có xài được đâu, đúng không? Nghe không? Mấy bà già ông chùa Đức rèn hết trơn rồi. Nên khi mà liệm bả nó không cần đồ bao nhiêu đó chứ. Đồ ngon thì Đức lấy lại hết trơn. Đen chi như Đức giặt, như Đức ủi xiếp đó. Phật tử vô chùa không có đồ bạn như Đức đưa cho bạn. Thấy chưa? Thấy không? Nên quý vị cứ bạn đi, đừng có sợ. Đừng sợ là nó thành ra sợ thiệt. Nó giống như á, trời ơi, có cái bà kêu nó: thầy, đồ cúng tí thực ăn được không thầy? Sao không được? Vậy đám dỗ ở nhà cúng cái gì à? Đem xuống ăn hay đem xuống bỏ? Chỉ có là nó hôi chua thì không ăn được thôi. Và Thượng Tịnh Không ngài nói rằng đồ cúng tí thực á, người ta nói ăn khờ, ăn ngủ nhiều, thì đem đưa tôi ăn cho. Quý vị không ăn mới khờ. Thượng Tịnh Không ngài nói quý vị không ăn mới khờ. Đồ ăn chỉ cần nó hư mới không ăn. Còn nó là bình thường thì ăn bình thường, không có gì cả. Không có dính dáng tới cái chuyện cúng tí thực hay cúng dường hương linh, không dính dáng. Không có gì hết chứ, đúng không? Nên từ nơi đó cái việc trong chùa mình con người sống. Quý vị nói chết hoài là chết hả? Trời, con người ta sống trong đấy ai cũng vui quá trời luôn mà. Mấy bà già mình sống bèo bèo cũng 90 mấy quá trời kìa, có ai chết đâu. Nó vậy coi, mỗi lần mà mấy bà già yếu mà vô cái nhà ăn cơm, những đứa bước vô, những đứa nói: bà cụ ăn cơm ngon không? Ngon, đi đúc khay miếng coi. Trời, ta nuôi người già chơi với bà già vui quá trời vui luôn. Bước vô nó: già ra đây ăn cơm ngon không? Ngon. Ăn mấy chén? Chén rưỡi. Thấy không? Thầy ăn tôi đúc khay miếng nè. Trời, mình thấy cái cảm giác, trời ơi, sao mà mình chơi với người già nó còn vui hơn ngày xưa chơi với con gái nữa. Không, như đứa nó thiệt hả? À, thôi công nhận thì, bởi vì người ta nói mà người già không làm được gì, làm được chuyện. Đừng có nói mà người già không làm được chuyện. Cái chùa này thịnh là do người già mà ra đó, cho quý vị biết. Ôi, nếu bây giờ quý vị mà nuôi người trẻ, người tăng đồ á,
cái chùa này vắng tanh như chùa Bà Đanh, đừng có nói mà tu bốn thờ. Thử nuôi người trẻ đi, đố mà ngôi chùa này tu bốn thờ. Vậy mà nuôi bà già cầm gậy đi lụm cụm khùm khùm, vậy mà chùa này ngày bốn thờ. Bà ngồi đâu có cầm máy bấm số làm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà nếu quý vị nuôi tăng trẻ ni trẻ đi, đố mà tu bốn thờ đi, không có ấm áp gì đâu quý vị. Nên cả đời như Đức chọn nuôi ai? Nuôi người già. Nuôi người già cả đời. Còn nuôi con gái là nuôi con gái gì? Con gái nuôi người già. Nên những Đức nói rằng các cô tôi thu nhiều nghe, nhưng mà mấy cô chỉ cần mà ăn hiếp với bà già hoặc khổ với bà già là tôi chở mặt á. Tôi nói thiệt á, con người tôi kỳ cục lắm. Tôi thương là tôi thương dữ lắm, mà tôi mà chở mặt là đừng có nói mà nói chuyện đùa với tôi. Nên mấy cô nó sống gần vậy đó, nó biết những Đức con người kỳ cục lắm quý vị ơi. Thương thì nói ngon lành vậy đó, nhưng mà chở mặt một cái là đùa hả? Không, phải có cái quy đó quý vị. Nên những Đức nói rằng mấy cô phải thương các cụ thì tôi thương các cô. Nếu các cô mà ăn hiếp các cụ là tôi chở mặt với các cô đó. Nên mấy ông, mấy chú đồ sau này mà có vợ nghe, nói với vợ: em thương cha mẹ anh thì anh thương em, anh đội em trên đầu cũng được nữa. Nhưng em mà hổn với cha mẹ anh là em chết với anh. Không còn một cái răng ăn cháo luôn. Còn mà nói đùa, mới cưới về nói câu vậy đi, ấn tượng rồi, đẹp rồi đó, thấy chưa? Mới cưới về hâm câu: nhớ nghe, anh thương em lắm, nhưng hổn với ba mẹ anh là chết, còn thương cha mẹ anh thì anh sẽ thương em, biết không? Nó, tại vì sao? Vì cuộc vì cuộc đời của anh là có hôm nay là nhờ cha mẹ anh. Nếu em không thương cha mẹ anh là không thương em, đúng không? Mà cũng không phải em thương anh đâu, em phải thương cha mẹ anh thì mới thương anh. Thì tôi nói cuộc đời tôi đi tu là nhờ nuôi người già mà tôi thăng hoa. Như vậy thì tôi lấy người già làm gốc. Nếu người trẻ nào ăn hiếp người già là đụng với tôi. Thấy không? À, trong chùa mà người trẻ nào ăn hiếp người già là đụng Nhân Đức đó. Nhân Đức vẫn là thích chơi với mấy bà già, thương mấy bà cụ già, đó là tôi nói thiệt đó. Nhưng mà mấy bà già mà nói không nghe là Nhân Đức cũng xử mấy bà già luôn. Cho mày biết nó chuyện giỡn chơi. Quý vị coi, quý vị mở trong chùa quý vị thấy đi, có nhiều bà già mà đến mà mét người này mét người kia. Những Đức nói nè: thôi bà đi về niệm Phật đi. Nó nói nè: bà về niệm Phật nghe. Trời, Những Đức cười xuất gia chứ cái mặt này ghê lắm quý vị ơi. Nó không phải người xuất gia bình thường. Lúc ba trợn, lúc điên, lúc khùng khùng gì mình cũng không hiểu này, hiểu không? Nên từ nơi đó mà lạ thay, nhiều cái tâm như vậy mà nuôi được người già. Mà chỉ đúng có một cái tâm quan trọng nhất, đó là gì? Thật sự thương người già. Câu này chư tổ sư dạy cũng như đại sư Liên Trì lúc còn trẻ thôi, ngài đã ghi mấy chữ dán trên đầu nằm: sanh tử đại sự. Còn cái bài học tập của chúng ta là liễu sanh thoát tử là việc lớn nhất trong đời người, nhưng pháp môn niệm Phật giúp chúng ta liễu sanh thoát tử. Nên mỗi một người mình sống trong cái cuộc đời này, dù là giàu nghèo, đẹp xấu, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, chúng ta lần lượt rồi cái khổ cũng sẽ đến với mình. Không ai tránh khỏi cái khổ đâu. Phật đã nói là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết mà. Nếu nói về cái khổ của ta bà thì nói hoài nói cũng hết nữa, nhiều quá. Nói mà cái việc ở trong chùa mình mà những Đức nhận người và lo cho người trong đây thôi, và nhìn thấy cái khổ của các cụ già thôi, những Đức có nói hoài nói cũng hết nữa. Nên cái vốn nói chuyện những Đức nó nhiều lắm. Tại vì xác thực luôn quý vị, xác thực. Nên khổ thì nói không hết ở cõi ta bà. Nên Đức Phật ngài nêu lên là ở thế giới cực lạc vui ấy, thì vui chẳng thể nghĩ bà. Nên một bên thì quá khổ, một bên thì quá vui. Nên Đức Phật ngài mới nêu lên để cho chúng ta nhìn nhận cái khổ này quá khổ, mà chúng ta chọn cái vui ở cực lạc. Mà muốn có cái vui ở cực lạc thì chúng ta phải niệm Phật. Cái pháp niệm Phật này có thể giúp cho chúng ta
một đời này được giải thoát. Những đức lúc trước mà nghe pháp Đại Lão và Thượng Tịnh Không, ngài thường kể câu chuyện mà ngài Quánh Kha, một vị tỳ kheo phá giới, ông cảm thấy rằng là ông sợ. Khi mà ông nghe về nhân quả, ông sợ, sợ đọa địa ngục, sợ quá, cái tâm cực kỳ sợ đó, nên muốn tìm một cái pháp giải thoát, tìm một cái pháp giải thoát. Mà những đức lúc trước nghe Hòa Thượng Tịnh Không, tại sao những ngài cứ kể câu chuyện này hoài vậy ta? Có nghĩa là người bây giờ sẽ là tạo nghiệp nhiều, nên ngài kể câu chuyện đó để ngài đưa cái tịnh độ ra. Dù là một người tạo nghiệp cỡ nào, nhưng nhờ cái pháp môn niệm Phật này là mới giúp được giải thoát. Nếu như mà bỏ cái môn niệm Phật này thì không còn cái môn nào giúp cho chúng ta được giải thoát hết chứ. Nên hôm qua những đức gặp một vị thầy, vị thầy này nói rằng đi tu sau thầy một năm, sau một năm đi tương đối nhiều chùa, đi đến một ngôi chùa nào cũng phần nhiều là chủ trương về đi cúng. Nhưng mục tiêu thầy này muốn là đi tu là để hướng đến giải thoát, chứ không phải là đi cúng. Thì cứ đi, nhưng mà đến nơi nào ở là phải theo người ta, chứ không thế nào làm ngược lại. Còn từ khi không ở thì đi, chứ làm ngược lại thì ở không được. Vậy đó mà một dòng của thầy là bỏ ra thời gian 10 năm. 10 năm là thầy đi vòng vòng, không tìm được một cái ngôi chùa nào chuyên tu, chuyên niệm Phật có phương hướng giải thoát cho nó mạnh. Thì cuối cùng thầy chọn phương hướng là tìm một cái nơi nào, cái thác nào mình ở mình tu. Chứ giờ ở chùa thì phải theo người ta. Cuối cùng cứ đi cúng. Chủ trương là như vậy. Thì có nhân viên thì sao? Thầy nghe những đức nói chuyện, cũng chắc vị thầy này nhỏ tuổi những đức, thì nghe những đức nói chuyện thì thầy thấy cái hướng đi nó chuyên nhất và có mục tiêu rõ ràng. Thì thầy quyết tâm hạ thủ công phu là chuyên niệm Phật luôn. Thì lúc đó thầy niệm Phật thì thầy nói là thầy có được sự an lạc. Và kết luận nói những đức một câu rằng 10 năm đi vòng vòng không bằng 1 năm chuyên tu niệm Phật. Đây là xác thực luôn, hôm nay cũng có thầy ngồi đây. Nên từ nơi đó mà cái chuyên tu niệm Phật này cực kỳ quan trọng quý vị nha. Cực kỳ quan trọng. Mà ngộ thay là giữa người niệm Phật cùng người niệm Phật nó có một cái tần số lạ lắm quý vị. Những đức không biết vị thầy này, vị thầy này biết những đức. Nhưng mà lạ thay những đức đứng ở trong cái nhà ăn nhìn ra cái đoạn đường đi của thầy này đi. Những đức vừa nhìn thầy này thì những đức nói rằng chắc chắn thầy này niệm Phật. Vì cái người niệm Phật nó câu thông với người niệm Phật lạ lắm. Rất là lạ, dù là chưa nói chuyện nhau gì hết luôn. Khi gặp nhau ngồi nói chuyện thì tự nhiên nó hòa hợp vô cùng. Vì sao? Vì nó cùng một tư tưởng là muốn niệm Phật giảng sanh và đi vào hướng chuyên tu quý vị. Chuyên tu. Thì chính vì thầy này nói một câu mà làm cho mình tăng thêm tính tâm cho mình. Thì hôm nay như Đức nói câu này để cho quý vị tăng thêm tính tâm của mình. Thí dụ như cuộc đời chúng ta từ xuất gia cho tới cư sĩ quý vị à. Cuộc đời của người mình nó qua mau lắm. Nó qua một cái vèo mà là nó tới tuổi già rồi. Như những đức bây giờ 41 tuổi rồi đó quý vị. Những đức nhớ cái năm mà những đức đi ra khỏi quê hương mình là gì? Năm 18 tuổi. Bây giờ 41 tuổi. Đi ra khỏi quê hương năm 18 tuổi mà một vòng thành phố mười mấy năm. Rồi một vòng đi tu mười mấy năm. Bây giờ 41 tuổi. Thì lây quay cái tuổi già nó sẽ cặn kề đến với mình. Quý vị coi, chúng ta mới tổ chức Phật đản 2 ngày. Mùng 7, mùng 8 mới đây này Chủ nhật nữa, quý vị thấy không? Thời gian nó qua rất là mau. Nhất là ở trong chùa mình, thời gian qua cực kỳ mau luôn. Tại vì sao? Vì thời gian không có nghĩ đến. Riêng ở trong chùa mình là những đứa không có nghĩ đến thời gian. Ngày qua ngày cứ kệ, ngày nào cũng là như vậy. Ngày nào cũng là niệm Phật, ngày nào cũng là ăn cơm, ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng đi qua ba bốn đạo tràng, cứ như vậy. Như buổi sáng những đứa đi qua bên đạo tràng Đại Tụng Lâm, đi đến đạo tràng Bảo Tháp Thiên Phật, đi qua ngôi chùa mới, đi một vòng trở về tới giờ ăn cơm. Ăn cơm ngay chỗ Đại Tụng Lâm hoặc là đạo tràng Bảo Tháp Thiên Phật hoặc là chùa mới. Thì ba điểm đó nhất định những đứa phải ăn cơm một chỗ là cái giờ buổi trưa. Thì ăn cơm trưa xong rồi những đứa trở về đây là đúng 11 giờ hoặc 11 giờ 10. Thì bắt đầu là nghỉ chút xíu, chia sẻ Phật pháp thờ. Tại vì vị thấy chia sẻ Phật pháp xong thờ là lây quay còn có 40 phút nữa là tới giờ ăn cơm chiều. Mà ăn cơm chiều thấy hết ngày.
cứ ngày qua đi là công việc nó cứ như vậy. Rồi cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Nó thành ra một cái khuynh hướng chuyên tu niệm Phật luôn. Mà thời gian thì Đức được đi tu bây giờ là mười mấy năm. Thời gian nó qua mau như vậy đó quý vị. Mười mấy năm ở trong đạo rồi đó. Rồi từ từ luyện con người này trở thành một cái người quen ở trong đạo luôn. Trong khi một con người là nó quen đời, vô chùa bỡ ngỡ vô cùng, bây giờ nó thành quen đạo. Nó quen đạo rồi. Rồi từ một con người mà ngồi nói chuyện chập chởn với mấy cụ già, từ từ giờ ngồi nói chuyện ở đây tự nhiên vô cùng với trước công chúng cực kỳ đông. Bao nhiêu cặp mắt nhìn lên những đứa không có để ý tới cái việc này. Quý vị thấy rõ ràng do rèn mà ra quen. Vậy thì câu Phật hiệu này cũng do niệm lâu mà quen. Nên có những người gặp như Đức hỏi thầy ơi con niệm Phật mà tâm con có nhiều vọng tưởng lắm, đầu óc con quay cuồng, mà con niệm sao con cứ quên câu Phật hiệu hoài, vừa niệm mà tự nhiên con tâm con nó chạy đâu mất tiêu, con giết con chán quá. Rồi con mới làm sao thầy, những Đức nó cứ tiếp tục mà niệm. Giống như bài hát mới đầu tiên hát thì chúng ta hát nó chưa có nhuyễn, nhưng mà rèn luyện cứ một bài hát hát hoài, hát giết trở thành chuyên hát, hát giết trở thành một con người mà lão luyện một bài hát này luôn á. Nên câu Phật hiệu này ít quá, chỉ cần siêng niệm, chân thật niệm, lâu ngày, tức khắc chúng ta trở thành một con người lão luyện niệm Phật, gọi là chuyên tu tịnh độ. Bây giờ đơn giản thôi, quý vị coi phim ảnh, quý vị để ý nha. Quý vị để ý mà hai người này yêu nhau nha. Nó yêu đến mức cùng cực luôn, giống như bây giờ chúng ta chưa yêu được Phật A Di Đà như mình yêu người yêu mình đâu quý vị. Quý vị coi phim rõ ràng, phim tình cảm thì cũng thấy ra cái Phật Pháp nữa. Họ yêu mà đến mức mà gọi là trong mơ, hoặc là họ bị bệnh đau gần chết. Mà thí dụ như bây giờ đi, những đứa yêu một người nào yêu đến mức cực điểm nha, ngoài đời á, thí dụ như bây giờ mình đang bệnh đau, mình đang hấp hối gần chết, vậy mà mình không còn biết gì mà cái miệng của mình kêu nàng ơi nàng. Bây giờ mình kêu tên thì không có gì dính tên người ta, người này người kia mất công thôi. Nàng đại đi, thí dụ như người yêu đó tên nàng đi, thì bắt đầu là tuy là trong mơ hoặc là nằm thiêm thiếp vậy mà cái miệng cứ nàng ơi nàng, nàng ơi nàng, thấy không? Rõ ràng, vì cô Phiên thấy rõ ràng mà. Đó gọi là gì? Đó là tình yêu sâu đậm, nó ấn tượng thâm sâu vào máu, vào tim mình, nên nó phát âm ra luôn, nó thành nhớ, nhớ người đó mà nó gọi ra tên người đó luôn, hiểu không? Bây giờ nhiều người niệm Phật của chúng ta chưa đạt đến một cái trình độ mà yêu một người nào đó. Nếu như mà mình yêu Phật A Di Đà cũng như mình yêu người yêu của mình đó nghe, là quý vị niệm Phật là vạn người niệm Phật, vạn người giảng sanh. Đó. Quý vị bây giờ nghĩ đi, mình tuy niệm Phật vậy chứ mình chưa đạt tới trình độ mình yêu một người nào. Đó. Thí dụ như bây giờ một thời nhiều người trong đây đã từng trải qua những giai đoạn niệm ấm chăn im khi vợ chồng mới cưới về, đúng không? Có những người mà vừa mới cưới về nó thương yêu đến mức mà nó đi xa một chút là gọi em ở đâu, hoặc anh ở đâu, đúng không? Cái tình thương nó kinh khủng lắm. Nếu mà Phật A Di Đà mà mình mong ngày mình niệm mà mình thương mình yêu như vậy nghe, là chắc chắn quý vị là thành công, bởi vì an lạc cực kỳ luôn. Lạ thay là quý vị yêu một người nào, dính mắt một người nào là khổ đi vào khổ, nhưng riêng chỉ có đúng niệm A Di Đà Phật là càng niệm nhiều, càng nhớ nhiều chừng nào thì càng vui chừng này. Tuyệt vời lắm. Niệm A Di Đà Phật là càng vui càng vui càng vui chứ không có khổ. Nhưng mà thương một người nào, dính một người nào, dính của cải, dính danh lợi, dính chùa chiền đều khổ hết. Dính chùa chiền cũng khổ luôn, dính làm việc thiện cũng khổ luôn. Được thì cười, nhưng mà không được thì khổ. Có những người hộ niệm đi gặp như Đức nói vậy nè, thầy ơi, chúng con đi hộ niệm mà có những ca niệm mới có 4 tiếng bị người nhà dược chạy về nhà. Tự nhiên con đang hộ niệm vậy, tự nhiên cái đi nhậu về cái nó cầm dao nó dược chúng con chạy mắt dép. Chúng con buồn quá trời buồn, nó thở thì mình niệm được 4 tiếng thì lợi ích 4 tiếng. Cái phước người này được có 4 tiếng thì mình niệm 4 tiếng. Còn cái phước này 6 tiếng mình niệm 6 tiếng. Còn cái phước người này được 12 tiếng thì mình niệm 12 tiếng. Hiểu không? Nghĩa là người ta được cái phước bao nhiêu thì mình đáp cho người ta bao nhiêu. Là do cái nhân người ta tu, cái quả người ta hưởng. Bây giờ mình đã làm hết lòng mình rồi, nên Ấn Tổ ngày nói là chọn hết bổn phận là đủ rồi. Cứ làm hết bổn phận của mình đi. Người tu của mình cứ làm hết mình đi, hết trách nhiệm của mình thôi quý vị à. Đừng có làm ác thôi à. Việc thiện, việc tốt, việc gì cứ làm hết bổn phận của mình, nhiệt tình hết lòng. Còn nó được bao nhiêu là do phúc duyên của người ta. Mình cứ chân thật như vậy, vậy là mình tự tại liền. Chứ bây giờ mình làm việc thiện mà mình còn bị dính mắc, bị bó buộc, được thì mừng mà không được thì buồn, vậy thì cái việc làm mình không tự tại. Nên tất cả những việc gì của người tu mà làm là việc này phải là mục tiêu giải thoát. Nhớ không? Nó phải là mục tiêu giải thoát. Khi đạt đến mục tiêu giải thoát rồi là cái việc của quý vị tự tại dữ lắm.
Những Đức nói với vị nghe nghe, một người cư sĩ bình thường thôi, nếu như quý vị đặt vấn đề về giải thoát mạnh, cực kỳ mạnh đó nghe, thì cuộc đời quý vị phước duyên tự nhiên nó hội tụ lạ thường lắm, và sống rất là an vui tự tại luôn. Sống rất là an vui tự tại. Có những việc quý vị làm nó còn ít hơn là ngày xưa quý vị cố gắng nữa. Như vậy mà cái việc làm ít hơn mà luyện tâm an lạc, nó lại thành đạt hơn là quý vị ngày xưa cố gắng mà đi vào con đường tiêu cực. Nên Những Đức lo cho hàng 800 người trong chùa nè. Bây giờ quý vị nghĩ đi, Những Đức làm sao làm được đây? Lo có không được nữa. Vậy chỉ cần có cách nào? Niệm Phật tâm an lạc thôi. Cứ niệm Phật tâm an lạc thôi thì giải quyết vấn đề, thì đụng chuyện thì giải quyết, đụng chuyện thì giải quyết. Những Đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng không biết mai mốt hết gạo rồi sao. Nếu suy nghĩ kiểu này là chết. Tự nhiên bây giờ có gạo nấu thì suy nghĩ mai mốt hết gạo rồi sao. Bây giờ có tiền xài suy nghĩ mai mốt lỡ hết tiền xài thì sao. Còn bây giờ bình yên mai mốt không bình yên thì sao. Con người mình là ưa nghĩ cái ngày mai mà làm cho cái hôm nay không được an. Chúng ta tại sao không an tâm của ngày hôm nay? Nên Phật có nói là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Đúng không? An vui cùng với hiện tại này nè là hạnh phúc mãi bên ta. Mà muốn an vui cùng với hiện tại này thì phải làm sao? Niệm Phật. Phải siêng năng niệm Phật. Nên tất cả những người xuất gia hay cư sĩ thì chúng ta nghe đạo bây giờ, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, mình nghe Phật Pháp mỗi ngày, hoặc mình là người xuất gia, bây giờ mình đi tu như vậy, bao nhiêu năm nay mình có mục tiêu giải thoát không? Cuộc đời con người ta không nghe đạo, người ta vì cơm ăn áo bận. Không lẽ chúng ta nghe đạo, chúng ta là người xuất gia, cũng là một con người vì cơm ăn áo bận? Vậy thì cuộc đời con người mình như vậy là mình không nhận thức được Phật Pháp một chút nào hết trơn rồi. Uổng quá quý vị. Bây giờ quý vị coi Nhận Đức là một con người vô danh tiểu tốt, con người không làm được trò gì xã hội. Vậy mà Nhận Đức đi tu đạo, Nhận Đức bây giờ còn lo được cho 800 người. Chỉ có cái niệm Phật thôi mà làm còn được. Không chỉ là một con người mà không cần phải lo cho ai, mà dưới cá nhân mình mà bận biểu gì. Nó quá tự tại, nó không cần bận biểu cái gì luôn. Không cần bận biểu gì hết. Quý vị coi nguyên một cái mùa dịch, người ta thì người ta sợ cái này sợ cái kia sợ cái nọ, nhiều chùa người ta đóng cửa sạch. Còn chùa mình thì có cơ duyên, cũng là có thể mở cửa, người ta vô người ta tu được. Ngày Chủ Nhật cái thời điểm mà người ta chưa có cộng tu là Nhiều Đức đã cộng tu rồi. Nhiều Phật tử đã đi đến đây cộng tu rồi. Thế thì coi, nếu như mà lo sợ cái chuyện mà lỡ cái này cái kia của mình sao, nếu mà nghĩ cái lỡ đó thì Nhiều Đức không dám làm. Nhưng mà Nhiều Đức tin sâu nhân quả, cái gì nó đến là nó phải đến thôi à. Cái gì nó đến thì nó phải đến đối với người tu mình á. Nó đến cái gì thì mình cũng phải chịu đựng cái nấy. Tại vì trong cái cuộc đời là như vậy đó. Nó thuận duyên thì mình sống trong thuận duyên, mà nghịch duyên mình sống trong nghịch duyên. Tại vì cuộc đời con người nó qua mau lắm. Rồi ai cũng sẽ bỏ cái thân này, nên mình chấp nhận. Thì ngày tháng cũng qua đi, bây giờ cũng bình yên quý vị à. Trải nghiệm qua những thời gian đó mới rèn được chúng ta là một con người tu có tâm trạng giải thoát thật sự hay không. Quý vị có rõ ràng, bây giờ hàng Phật tử ngồi đây rất là đông người, quý vị để ý rõ ràng đúng không? Phải là chùa của mình trong cái thời điểm dịch bệnh đó, quý vị dẫn về đây ào ào mà. Dẫn về đây ào ào, bệnh thì hết bệnh, còn không hết thì chết. Chỉ có hai con đường này đó, một là sống hay là chết thôi. Sớm muộn gì thì cũng bệnh, mà sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ có sợ nó cũng bệnh, mà có sợ nó cũng chết. Vậy chúng ta bệnh thì sống với bệnh, mà chết thì đi về cực lạc. Vậy thì nó thoải mái rồi, đúng không? Vô cùng thoải mái. Mà nguyên một cái mùa dịch thì cũng cuộc sống ổn định, cũng có gạo nấu lai rai, còn chia cho người ta ăn bớt nữa chứ. Được rồi. Nó qua những thời điểm vậy là Phật cho mình sự trải nghiệm rồi. Yên tâm. Đóng y như vậy mà vẫn ổn định. Nói vậy có rõ ràng không? Bởi vì Đức Phật nói rằng là giáo pháp của ta là một giáo pháp giải thoát. Giáo pháp của ta là một chân bảo quý giá, không có vàng bạc châu báu gì đổi được cái giáo pháp của ta. Như vậy mà các đệ tử của ta được cầm giáo pháp của ta mà đi trở thành kẻ cùng tử khổ đau, đi đầu đường xó chợ khổ thôi. Những Đức rất là may mắn nha quý vị. Từ khi đi tu tới bây giờ là trụ xứ một nơi không đi đâu. Đúng là cái số mệnh của mình, cũng là cái phước duyên mà gọi là chắc là rèn luyện nhiều đời nhiều kiếp làm sao. Từ khi đi tu tới giờ mười mấy năm không cần phải đi đâu. Ở đâu là ở một nơi, còn đi đâu là đến nơi đó tiếp tục ở một nơi. Còn khi phát triển nữa thì nó đến một cái ngôi chùa đó phát triển nữa. Giống như đứng đây xuống đây 5 năm giờ nó phát triển. Rồi tới năm thứ 6 bắt đầu nó phát triển Đại Tùng Lâm. Bắt đầu là thêm một năm sau tiếp tục đạo tràng Thiên Phật Bảo Tháp. Bắt đầu tiếp tục bây giờ tới ngôi chùa mới. Có nghĩa là nó cứ như vậy mà vẫn ở được cái trụ xứ một nơi gì luôn. Không có cần phải đi ra khỏi gì trụ xứ này.
Thì những đức thấy rằng là mười mấy năm chỉ có một câu Phật hiệu, nên những đức nói rằng một câu ai thì Phật niệm đến cùng, phải rèn hoài, rèn hoài, rèn hoài. Cả đời của mình có Phật hiệu này phải niệm. Vì sao? Chúng ta muốn giải thoát. Như vậy thì bổ nguyện Di Đà ngài phát lên là như thế nào cho chúng ta giải thoát đây? Là niệm Phật, là niệm Phật được giải thoát. Vậy thì mình đã muốn giải thoát, vậy thì là câu Phật hiệu này, đã là câu Phật hiệu này, vì sao mình không rèn ngay câu Phật hiệu này? Cứ những người nói rằng một câu Phật hiệu niệm á, mà niệm được là dành cho bậc thượng căn mới niệm câu Phật hiệu. Còn như chúng ta là phải tu thêm nhiều môn. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, một con người ngu khờ làm một môn dễ hơn hay làm nhiều môn? Bây giờ chúng ta là cái dạng ngu khờ nè, bây giờ chúng ta chọn một môn mà làm đi thành nhất môn đi. Còn người ta nghĩ người ta thông minh trí tuệ nên người ta làm nhiều thứ tùm lum chuyện. Có những người lập luận lạ thì quý vị, những bậc thượng căn như Hòa Thượng Hải Hiền mới niệm một câu Phật hiệu, còn như chúng ta là phải tu nhiều. Vậy thì như chúng ta là thua rồi, bó tay. Nếu như chúng ta mà muốn có cơ hội giải thoát thì như chúng ta là phải chuyên tu, như chúng ta là phải câu Phật hiệu này nắm chặt, đi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là một con người càng tu lâu càng đơn giản, càng tu lâu càng đơn giản, càng bình dị. Tất cả những chương trình của mình càng đơn giản, càng bình dị thì như thế nào càng bỏ công, càng ít bỏ công ra mà thành tựu lại lớn. Quý vị coi gì chùa mình tu hành, quý vị coi phải không? Nè, ngày lễ hai ngày mùng 7 mùng 8 Phật đản cũng là cái chậu bông giả, cũng không rụng nữa. Quý vị cũng về ào ào à, chứ đâu phải là cái chuyện những đức phải trang trí cái gì cho nó thiệt là màu mè đâu. Bỏ công ra cái đó thì chùa mình người ta cực quá, trong khi người ta nuôi bao nhiêu trăm bà già ở đây, người ta đã làm lụng cực rồi, mà bây giờ mình còn bài bố những cái điều đó. Mà Phật pháp nó không phải chỗ đó để hưng thịnh Phật pháp, mà Phật pháp nó hưng thịnh là do cái thật chất của Phật pháp là phải có tâm giải thoát, không phải vì danh vì lợi thì nó mới thịnh được Phật pháp. Bây giờ quý vị coi cái chậu hoa này để trước mặt là để biểu trưng, hoa là nhân, gieo nhân thiện thì hưởng quả thiện, vậy thôi. Chứ làm gì có cái chuyện quý vị phải trưng bày cho thiệt là đẹp, Phật cần như vậy à, như vậy mới cung kính à. Bây giờ quý vị cũng bài bố cả ngôi chùa này là hoa hết đi chăng nữa, mà nó không có Phật pháp vẫn là không có Phật đến đây. Còn bây giờ quý vị không có một cọng hoa nào hết trơn á, nhưng mà quý vị vì chúng sanh mà tu đạo thì Phật cũng ngự giá đến đây, đúng không? Nó nên quý vị thấy có bài bố gì đâu mà quý vị coi Phật đến đây nhiều quá, đúng không? Phật chứ gì. Nó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống ta, vì là Phật chứ gì. Ngồi ở đây đều là sẽ làm Phật, chúng ta phải tin điều này. Phật tin mình làm Phật, không lẽ mình không dám tin mình hả? Tại vì mình không dám tin mình không quyết tâm làm Phật. Còn nếu như mình quyết tâm làm Phật thì nhất định mình sẽ làm Phật, chắc chắn luôn đó. Nó nên cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn giúp cho chúng ta giải thoát một đời này nè. Nên tất cả những người xuất gia tu đạo hay cư sĩ gì cũng vậy, phải nhớ là phải nhìn lại cuộc đời mình đi từ từ nè, đến cái chết nè, đến quan tài nè. Bây giờ chúng ta vẫn là lông bông lên đên, vậy thì cuộc đời mình cuối cùng cuộc đời mình không lẽ làm sao? Thí dụ như bây giờ người ta không nghe đạo gì thì người ta không biết, người ta không lo cái chuyện sanh tử. Còn mình là người nghe đạo mà mình cũng không lo cái chuyện sanh tử nữa thì ổn không quý vị? Quá ổn. Nên những đức nói rằng mai mốt ngôi chùa mới đó, Hòa Thượng ngày xây quá trời luôn kìa. Ngày xây một dãy nhà mà 4-5 tầng có thang máy đi lên luôn đó. Mà ngài nói rằng người xuất gia vô đó tu đó, người xuất gia ai đủ duyên gì đó tu đó. Những đức mà như quý vị, những đức nói thật cho quý vị biết chứ, những đức sẽ nhập chúng liền, khỏi đi tìm ở đâu kiếm cuộc sống nữa. Đi vô đó người ta lo hết cho mình, mỗi ngày bình yên niệm Phật, tới tuổi già người ta hộ niệm cho mình. Trời ơi, tôi không có chọn cái khuynh hướng tự tại gì một cái cốc nhỏ đó đâu quý vị à. Một cái cốc mà chúng ta làm sao ngon bằng một cái chùa lớn, hiểu không? Chúng ta vô một ngôi chùa lớn, cha mẹ mình dẫn về, nhập vào cái chúng này để cho nhà chùa lo luôn còn ngon hơn. Còn một cái cốc mình phải tự lo, còn vô cái ngôi Tam Bảo là phải chung tay lo. Sự một mình lo khó, chung tay lo thì dễ. Một cây làm chẳng nên non mà nhiều cây nhập lại nên hòn núi cao. Bây giờ quý vị suy nghĩ kỹ đi, quý vị tu một mình làm sao bằng tu trong đại chúng?
Trời, thời của Mã Tổ Bá Trượng người ta đã lập ra chùa chiền Tùng Lâm bởi quy củ giới luật rồi. À, nên trong nhà Phật thì nói câu gì? Đức chúng như biển cả mênh mông. Nên những đức nói rằng ngày Chủ Nhật cộng tu và ngày lễ quý vị tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Ngồi ở đây thôi, nghe pháp niệm Phật. Một câu Phật hiệu bữa nay bị niệm ở đây nha. 20 phút niệm địa chung ở đây nha. Quý vị biết á, ở nhà quý vị niệm 20 phút á, ở đây quý vị niệm 20 phút á, thì ở nhà quý vị phải niệm thêm 1.500 lần nữa mới bằng ở đây một lần. Chỉ cần đi đến đây niệm một lần thôi là chúng ta bằng ở nhà niệm gần 2.000 lần. Tính đi. Nói giờ mình có một ngọn đèn thắp lên, làm sao bằng người ta 2.000 ngọn đèn, 3.000 ngọn đèn người ta thắp lên một lúc. Bây giờ cái căn nhà tối của mình á, một ngọn đèn nó không phá được vô minh tối tăm. Bây giờ phải cần cái đại chúng này để phá vô minh. Bao nhiêu con người phát âm niệm Phật, quý vị coi. Hồi nãy niệm địa chung, quý vị thấy nó niệm hùng hồn ghê chứ. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Ôi nó niệm mà trời ơi, nó lộn mèo luôn. Cái lực niệm nó cũng lộn mèo luôn quý vị. Nó mà quý vị coi nè, nó nóng như vậy mà chúng ta ngồi được là gì? Đại chúng. Nên nói chuyện phải làm sao hừng hực. Chỉ phải hừng hực mới nghe được. Chứ gặp mình lên đây mà này các con, ngủ sạch nhách hết trơn, đừng nói chuyện đùa, đúng không? Con người bây giờ nó thô tâm dữ lắm. Quý vị nói dịu tâm hả? Dịu tâm sao nghe? Nên nhìn cái hình thức những đức nói chuyện thì người ta mới nghe, người ta sợ lắm. Như cô Chính có đứa cháu nhỏ xíu à, nhỏ xíu à, còn nhỏ xíu biết niệm Phật à. Vậy đó mà nó gặp quý thầy trong chùa mình là quý thầy kêu nó cái là nó chạy ra liền. Vậy mà ở nhà bà ngoại cứ nghe những đức giảng suốt vậy đó. Nó thấy những đức giảng ở trong tivi, nó nói chuyện đồ mặt đồ miệng đồ hả ra, mắt trợn ra, nó sợ quá. Nó đến đây mỗi lần mà nó gặp những đức, nó mà gặp những đức cái là nó khúm núm cái gì, nó rung rung, nó sợ những đức. Nó những đức bữa đó lợi những đức vỗ lên đầu những đức, nói những đức đâu có hung dữ gì đâu con, những đức thương con lắm, đâu có hung dữ đâu, nghe không? Tại vì nó sợ mình quý vị. Tại vì sao? Trên buổi giảng những đức giảng nhìn ghê quá, giống như là cái tâm trạng của mình là muốn giảng sanh nó mạnh đó quý vị. Nó hừng hực cái tâm, nó cảm xúc mà nó dâng trào ra, chứ nó làm cho người ta nghe mà đỡ buồn ngủ một chút. Chứ gặp mà lên đây mà ủi vuốt thì thôi rồi, ngủ sạch nhách hết chứ, hiểu không? Nó nên từ sau đó mà mỗi một con người nghe pháp, nghe tịnh độ, nghe phải xem lại cuộc đời của mình. Không lẽ mình để đến cuối cùng cuộc đời mình chết đi mình không có được cái gì trợ nó? Có những người mà tu mười mấy hai chục năm mà long nhong đi đâu này đâu kia đâu nọ đi hoài, mình chưa giải quyết được vấn đề sanh tử mà mình đi hoài, mình đi càng nhiều thì càng thành ma sự. Nó có phải Phật sự. Cái Phật sự là mình được giảng sanh kìa mới là Phật sự. Còn tất cả những việc thiện mình làm mà mình không được giảng sanh toàn là ma sự hết trơn. Nó là ma sự hết, nó không phải là Phật sự đâu. Nên mong đại chúng mà nghe như đức nói chuyện gì ha, quý vị cố gắng niệm Phật. Rồi cuộc đời của người ai cũng già hết quý vị à, phải tín nguyện niệm Phật để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Ai với đạo Phật à, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần Chủ Nhật Phật tử khắp nơi nơi về không tu rất là đông. Nên những đức từng nói rằng cái hội tụ nhân duyên mà gì để chúng ta cùng nghe pháp niệm Phật lễ Phật và được phóng sanh cúng thiết thực. Nhiều người chúng ta đều có người thân còn sống hay đã mất. Mình muốn cũng cầu an cho người thân của mình khi còn sống được bình an, và mình muốn cầu siêu cho người thân của mình khi đã mất rồi được siêu thoát. Hoặc là những người mang nghiệp phá thai, bây giờ mình nghe đạo rồi mình muốn cũng cầu siêu cho các cháu được siêu thoát. Nhưng đức thấy rằng đây là những đạo tràng đặc biệt mà chúng ta có thể cầu an cầu siêu cho người thân, và chính bản thân mình cũng được tiếp nhận Phật pháp và tu hành, cũng hưởng được sự an lạc. Khi mình về chùa mình nghe pháp, mình cởi mở tâm tư, thì tất cả chư hương linh khi mắt chưa siêu thoát từ người thân của mình,
họ đi theo mình về đây cũng nghe pháp, cũng cởi mở tâm tư. Trong nhà Phật có câu nói quan gia nên giải không nên kết. Nếu như quan gia mà cứ kết với nhau và cứ muốn đòi nợ hoài thì cái nghiệp duyên này cứ quay quằn mãi, không thể nào siêu thoát được, khổ lắm. Cái khổ của tam đồ ác đạo đáng sợ lắm. Nên chúng ta nên, người còn sống hay người đã chết, nên quá giải nghiệp chướng và hướng về bổ nguyện Di Đà để cầu sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ đặc biệt nhất. Nên chùa mình mỗi tuần chủ nhật đều có chương trình cúng thí thực, cúng rất là nhiều. Khi người còn sống chúng ta ăn uống thành quen, khi đã chết bỏ thân rồi mà cái tình chấp của nội tâm vẫn còn chấp, nên muốn người ta cúng cho mình ăn. Nên chùa chúng ta ngày chủ nhật cái kết duyên là cúng thí thực. Chư hương linh về đây người ta rất là vui khi được cúng thí thực và người ta nghe pháp niệm Phật, mình đem công đức hồi hướng cho người ta, thì cái cảm giác của người ta rất là an lạc và đưa một bổ nguyện buông xuống tâm hận thù để niệm Phật, để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài có sức khỏe và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi được hưởng những cái công đức niệm Phật của toàn thể đạo tràng đông như vậy. Quý vị thân tâm thường an lạc, phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật cả đời để cầu sanh cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho củ quyền thất thổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, thực biến thập phương nhất thiết thự không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tịnh chúng ngã kim tí dự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết bộ tình không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự ngộ tịnh giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chúng ngã kim tí dự cung, biến thập phương nhất thiết bộ không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngà nắng tam bà bà việt nhật ra hồng, an ngã ngà nắng tam bà bà việt nhật ra hồng, tam bà pha việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Từng nào chùa mình cũng làm lễ phóng sanh. Tất cả các cháu nhỏ về đây nhìn các cháu rất là dễ thương. Nhỏ gì chứ cũng được cái duyên đặc biệt quý vị. Về chùa ngày Chủ Nhật trở thành cái khóa tu cho các cháu nhỏ. Những đứa con cũng có lập cái thời khóa. Như hôm qua chiều thứ bảy là những đứa có nói chuyện đoạn ngắn 15 phút. Sáng nay ngồi được nghe, ngồi nghe xong rồi cái niệm Phật lễ Phật thờ, thành cái chương trình khóa tu ngày Chủ Nhật cho các cháu. Nên ông bà cha mẹ mà dẫn các cháu về đây mà tập thành thói quen gì hay lắm. Những đứa nói rằng nếu mà cha con cháu mình cái nghiệp nó nặng đi, bệnh hoạn èo ọt khó nuôi, hoặc lớn lên bất hiếu ngỗ nghịch, mà nhờ còn nhỏ gì mà nghe pháp niệm Phật nè, chuyển hóa quý vị 100% luôn. Người lớn như mình tu còn chuyển viên nít. Nên các cháu được về niệm Phật lễ Phật, rồi được dự lễ phóng sanh. Các con sau này cái duyên phước các con rất là lớn. Từ khi còn nhỏ mà con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián không dám giết, đó là tạo cái phúc báo rất là lớn, nhờ nghe pháp mà được như vậy. Nên toàn thể đại chúng chúng ta được dự chương trình phóng sanh, đó là trưởng dưỡng lòng từ. Khi nghe Phật pháp rồi cố gắng phát tâm ăn chay trường. Những đức hôm qua mà coi công đoạn mà người ta ăn mà cái trứng vịt lộn quý vị, mà cuối cùng mà họ chết cái quả báo mà thấy ghê thiệt. Nên cái việc mà ăn trứng vịt lộn, con vịt con sống ở trong cái trứng á, mình luộc mình ăn, mình thấy đúng là bây giờ mình biết Phật pháp, mình biết tu, mình thấy cái chuyện ăn uống này nó đáng sợ quá, nên không dám ăn. Nên từ từ đi về chùa mình, từ từ người ta phát tâm ăn chay trường. Mình ăn chay trường phóng sanh, có nghĩa là mình đang trả cái nghiệp cũ, mình đang phát triển cái phước duyên mới của mình đặc biệt lắm. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn. Nên tất cả những chú chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Sanh ra nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam